cứu vật, vật trả ơn. Sau trận sóng thần khủng khiếp năm 2004 ở Ấn Độ Dương, chúng ta đã được nghe về nhiều câu chuyện sinh tồn khó mà tin được do những người sống sót kể lại. Một trong số đó chính là câu chuyện nhờ vào lòng tốt, một người Sri Lanka được cứu mạng. Chuyện là sáng nào người đàn ông này cũng mang theo một ổ bánh mì đến ven eo biển nối liền với đại dương để cho cá ăn một hôm có một con cá sấu to xuất hiện giống cá sấu sri lanka vốn rất hung dữ và nổi tiếng hay ăn thịt người tuy nhiên con người tốt bụng đó không sợ con cá sấu ông ném cho nó vài lát bánh mì con cá sấu nuốt chửng và bơi đi kể từ hôm đó sáng nào con cá sấu cũng trở lại để lấy phần ăn sáng của nó là mấy lát bánh mì rồi hiền lành bơi đi buổi sáng hôm có sóng thần người đàn ông nọ cũng đang cho cá ăn như thường lệ do đứng gần mép nước ông bị dòng nước hung hãn cuốn trôi ra khơi ban đầu ông cố bám lấy một cái ghế gỗ nhưng sức nước quá mạnh khiến cho cái ghế gãy nát rồi ông chụp lấy một mẫu gỗ khác nhưng nó cũng bị cuốn ra xa ông khi sắp chìm ông bỗng thấy có một khúc gỗ nổi gần mình nên chụp lấy nó nhờ vậy mà ngoi lên và thở được khi đã định thần lại ông nhận ra có điều gì đó rất khác lạ đang xảy ra trong khi những khúc gỗ khác đều bị dòng nước cuốn ra khơi thì khúc gỗ mà ông đang bám lại bơi theo hướng ngược lại vào bờ khi vào đến bờ ông nhảy xuống khỏi khúc gỗ và bò vào bờ an toàn mãi đến khi đó ông mới nhận ra khúc gỗ của mình có đuôi đó chính là con cá sấu nọ những người hoài nghi cho rằng sở dĩ con cá sấu nọ cứu người đàn ông là để sáng hôm sau nó lại được ăn bánh mì. Nhưng với người thông thái, con cá sấu nọ đã trả ơn cho lòng tốt của người đàn ông. Chiếc heo bị quả báo khúc liệt Tại Cấn Bà Dầu, huyện Hợp Vì, tỉnh An Huy, có một người tên là Tuyên Tứ. Anh ta làm nghề mổ lợn đã hơn 20 năm, góp nhóp tiền bạc cũng đã khá nhiều. Anh ta có ba căn nhà, một căn dùng để ở, còn hai căn cho người ta thuê, lại có ruộng tốt khoảng 100 mẫu. Theo lẽ, gia cảnh như thế anh ta có thể nghỉ tay được rồi, nhưng mà lòng người không bao giờ thỏa mãn. Hơn nữa, sự hiếu sát của anh ta cũng thành thói quen, cho nên ngày nào cũng mài dao xoèn xoẹt, giết heo vô số kể. Một ngày kia, vào lúc canh năm, anh thức dậy nấu nước sôi chuẩn bị mổ heo, thì bấy giờ bà vợ đi vào cầu tiêu, bỗng dưng bà trông thấy có hai người đàn bà đang nằm trong chuồng heo. Bà ngạc nhiên, liền đến tận nơi xem cho kỹ, thì quả thật mình chẳng nhìn lầm chút nào. Thế là bà vội vàng đem chuyện ấy đến mách với ông chồng, rồi đề nghị. Ông không nên giết heo nữa đấy nhá. Tuyên tứ cười lớn nói, như vậy nhất định là bà bị hoa mắt rồi, chẳng lẽ lại có chuyện đó thật sao? Bà vợ ông bèn lấy con dao giết heo ném vào trong cầu tiêu. Do thế, ngày hôm ấy tuyên tứ không thể giết heo. Thế nhưng, chung cục, ông không hề có chút mảy may hối hận nào. Hôm sau, bà mời những người thân bên gia đình bà chứng kiến, rồi bà nói rạch ròi với tuyên tứ. Nếu anh vẫn một mực duy trì cái nghề này, thì nhất định tôi phải chia ly với anh. Thế nhưng, tuyên tứ cố chấp chẳng đối hoài gì đến tình nghĩa của người vợ đã bao năm chung sống với mình nói nhát gừng chia ly thì chia ly để xem bà mong muốn cái gì thế là hai người đem tất cả ruộng đất của cải ra chia hai mỗi bên một nửa bà vợ bồng một đứa bé mặc mũi khôi ngô đem về ở với mình còn tuyên tứ vẫn giữ nghề nuôi heo như trước rồi ông lần lượt đem giết thịt hết những con heo nuôi trong chuồng lúc ấy lại nghe tin đứa con thân yêu của mình bị bạo bệnh mà chết khiến bà vợ đã ly thân kêu khóc thống thiết bấy giờ trong lòng tuyên tứ mới hơi nao núng hối hận một chút sau sự kiện chấn động này bất đắc dĩ ông lao vào cờ bạc để tiêu sầu giải muộn thế rồi say mê cái thói đỏ đen cả ngày lao vào sòng bạc nhưng mà không có lúc nào gặp vận hên lại bị ma đưa lối quỷ đưa đường tuyên tứ đánh keo nào thua keo ấy càng muốn gỡ gạt thì càng bị thua đậm Chung cục, ông đem bán hết phần ruộng của mình để chạy theo canh bạc, hông kiếm lại ít nhiều, nhưng tất cả đều tan theo mây khói. Thế là ông quyết định xây dựng lại sự nghiệp, bèn mua vài con heo đem gửi cho bà vợ đã chia ly nhờ bà nuôi giúp. Nhưng chưa đầy một tháng thì mắc một chứng bệnh kỳ quái, miệng mũi lúc nào cũng tuôn ra máu mũ, đau đớn tột cùng. Sớm chiều cứ nằm trên giường kêu la bi thảm như tiếng heo bị chọc huyết. Tình trạng ấy kéo dài chừng một năm rồi chết một cách thê thảm. Gương bố thí Ngày xưa có một vị Bồ Tát Nhận thấy cuộc đời vô thường Cho đến cả thân mạng Và của cải cũng vậy Nên Bồ Tát phát tâm dõng mảnh Đem tất cả sản nghiệp của mình bố thí Trong khi bố thí Bồ Tát không phân biệt người oán kẻ thân Miễn thấy ai thiếu thốn khổ sở Là Ngài đem lòng thương xót Và tận tâm giúp đỡ Cũng vì thế Nên lòng nhân từ của Ngài Văn khắp mọi nơi và ai nghe đến tên ngài cũng đều cảm phục nhân đó một vị thiên đế thích trưởng quản dục giới Xanh lòng ghen ghét lo sợ ông ta thầm nghĩ nếu vị bồ tát này tu hành bố thí quản đại như vậy không bao lâu phước đức của người sẽ hơn ta và khi ấy địa vị thiên đế thích này chắc gì ta giữ mãi được nghĩ thế rồi thiên đế thích bày mưu kế để lung lạc hành bố thí của bồ tát Ông bèn dùng thần thông quá hiện một cảnh địa ngục gây rợn trước mắt Bồ Tát. Và trong địa ngục ấy, một tội nhân đang bị hành hạ khổ sở. Thấy tội nhân bị hành hạ, Bồ Tát thấy làm đau đớn thương xót. Trong khi ấy thì thiên đế thích kia liền đến, nói Chỉ vì chuyên tu hạnh bố thí, nên ngày nay y phải chịu quả báo đau khổ. Và nếu ngươi tu hạnh bố thí, thì sau này khi mạng chung, người cũng phải đọa vào địa ngục này để chịu mọi điều đau khổ như thế vậy ngươi còn muốn tù hành bố thí nữa không nghe thiên đế thích nói bồ tát rất ngạc nhiên và bảo với thiên đế thích rằng tôi chưa hề nghe ai nói bố thí mà bị đọa vào địa ngục và chịu mọi đau khổ đế thích trả lời nếu ngươi không tin thì ngươi thử đến hỏi tội nhân ấy bồ tát liền đến hỏi tội nhân người gì viên cớ gì mà phải chịu hình phạt như thế? tội nhân trả lời cũng vì lúc sanh tiền có bao nhiêu tiền của tôi đều đem giúp hết cho người nên này tôi chịu quả báo đau khổ ở đây. Bồ Tát lại hỏi nếu người đem tiền của bố thí mà nay phải chịu quả báo đau khổ, vậy những kẻ được bố thí thì sao? tội nhân đáp những kẻ được bố thí sau khi mạng chung sẽ được sanh lên cõi trời hưởng quả báo an vui nghe vậy bồ tát vui vẻ nói sở dĩ ta đã bố thí là vì muốn cho chúng sanh thoát khổ được vui nhưng nếu vì bố thí mà thân ta phải đọa vào địa ngục để chịu mua ngàn đau khổ ta cũng vẫn vui lòng giả lại cứ giúp chúng sanh mà thân mình bị đau khổ cũng là điều rất thường đối với bồ tát Thiền đế thích nghe vậy, rất lấy làm cảm phục và cung kính hỏi rằng: "Vì chí nguyện gì mà người có những hành động quả cảm như thế?" Bồ Tát trả lời: "Chí nguyện của ta không ngoài mục đích cầu Phật đạo để cứu khổ chúng sanh." Sau khi biết rõ chí nguyện của Bồ Tát, Thiền đế thích tự thấy hối hận, liền thành kính đến quỳ trước Bồ Tát. "Thưa ngài, chỉ vì nghiệp chướng mê mờ, sợ mấy quyền vị đế thích nên tôi giả bày cảnh địa ngục ấy để hầu lung lạc chí nguyện bố thí mà phải chịu quả báo đau khổ nghĩ lại hành động lỗi lầm của tôi tôi rất hổ thẹn và đau đớn vậy trước ngài tôi xin sám hối và xin nguyện sẽ mãi mãi noi gương bố thí cao quý của ngài và nguyện sẽ hết lòng giúp đỡ những ai trong cõi dục giới này phát tâm tu hạnh bố thí Thuật giả chân trí Sướng gì hơn sướng làm lành Cho bao nhiêu của để dành bấy nhiêu Tình thương và thù hận Trường thọ phương ngước nhìn ra trời đêm mù mịt Kinh thành ba dịp đang ngập trong bóng tối nặng nề Ngoài xa có lè lói ánh lửa Chắc quân thù đã hạ trại khi trời chiều ở đồi bên kia. Ngày mai Dân Ngày mai nếu cứ tình trạng này thì cũng đến đánh nhau to. Không lẽ thành kia váy máu, hồ kia ngập sát người, máu thấm đất cày đã hút nhiều mồ hôi lao động. Ai thích nghe gì những tiếng gầm gào say máu, tiếng khóc than trên trận địa. Càng nghĩ vương càng thấy ruột rối bời lời khuyên nhủ của vị trung thần còn văn phẳng bệ hạ không lý do chậm trễ giờ phúc hưng trong của nước nhà là đây chúng ta không thiếu người tài giỏi đội ngũ đã sẵn sàng xin ngài mau ra lệnh tiến binh vương thấy ngao ngán vô cùng suốt đời làm vua trường thọ vương không bao giờ dùng thanh ngơm nhọn để trị nước bằng đức độ và tình thương vương đã đem đến cho nhân dân cuộc sống yên lành nhưng cũng vì thế mà binh không hùng tướng không mạnh vương có bao giờ nghĩ đến việc chinh phạt ai nhược điểm đó đã bị phiên vương một chư hầu nhòm ngó rồi nảy ra ý tranh đoạt ngai vàng bây giờ biết tính làm sao xuất binh ư chắc gì đã thắng mà nếu thắng thì cũng chỉ là giết người có gì vui sướng gây chiến chinh thì làm sao tránh được cảnh mẹ già khóc con giờ trẻ mỏi mắt chờ chồng và những em bé ngây thơ ôi chúng có tội tình gì đâu mà bắt chúng phải mồ côi phải sống cuộc sống không tình thương và đói lạnh mà để làm chi nếu không phải bảo vệ một ngai vàng do nghĩa lý vương lắc đầu chán ngán không thể được ta không tham cái của phù hư đó các ngươi cứ việc giành nhau ta sẽ đi tìm một cái gì nhân loại hơn, đạo đức hơn. Vương đứng dậy, mắt sáng ngời quyết định. Ngài bước lần về phía hầu cung, phòng thái tử vẫn còn ánh sáng. Qua những phòng cung Nga, Vương khẽ thở dài khi nhìn họ đang mê mệt ngủ. Họ đâu biết, ngày mai có sự đổi chủ thay thầy. Đây là phòng thái tử trường xanh. Thái tử gục đầu xuống bàn, một ngọn nến lập lòe bên cạnh, Đứa con nhỏ hiếu học ấy là nguồn hy vọng và vui sống độc nhất của nhà vua từ ngày hoàng hậu chết giữa tuổi xuân. Vương sờ nhẹ trán con bằng một cử chỉ thương mến. Thái tử chợt tỉnh, ngỡ ngàng trong cái quỳ lại đón chào. Vương nói với con. Con ơi, phiền vương kéo quân đến cướp ngồi báu. Cha không muốn chỉ vì một ngai vàng nhỏ mọn mà nhân dân hai nước phải khổ đau hãy nhượng ngày vàng cho họ cha con ta lên rừng tìm đau. thái tử chợt hiểu đôi mắt xanh biếc bỗng xoe tròn hai hàng lệ ngọc chàng nắm lấy tay cha như tìm nguồn an ủi thôi từ nay vĩnh biệt hoàng cung đêm ấy theo hướng sau đêm có hai người dắt dìu nhau vào núi thế rồi dưới gốc cây già trường thọ vương cùng con tu luyện ồn ào của thế nhân chỉ còn văng vẳng phía bên kia đồi buổi đời mờ mịt nhân gian đã lắng yên trong người tu ẩn thái tử thường vào núi hái hoa quả cúng giường cha hôm ấy chàng đi vắng trường thọ vương thiền định một mình bỗng giật mình vì một tiếng reo vui a à, chính vui đây rồi một người ốm o hiện từ lùm dứa lại y nói kinh thành đã bị chiếm một số trung thần tử tiết phần lớn trở về vui thú đoàn viên phiền vương ra lệnh tầm nã ngày rất dữ nhân dân rất nhọc nhằn không hiểu cái quả ấy đến bao giờ mới hết ngài thấy không tôi đã đi khắp nơi trong nước hôm nay tình cờ gặp được còn chi vui sướng bằng vương hỏi như trên lên vì đau đớn vì ta trốn dân phải nhọc nhằn đầy đọa dân Phiền vương đã đánh đập tra khảo biết bao nhiêu người Vì nghi họ chứa ngài Phiền vương còn treo giải cho ai bắt được Y nắm lấy tay trường thọ Ngài hãy đi theo tôi về triều Để tôi nạp lấy thưởng Vương chảy mạnh Tên tay sai của phiên vương gần ngã dụi Nhưng vương nghĩ Không lẽ ta để cho dân chúng phải đọa đầy Ta đã nguyện hy sinh tất cả để cứu đời Mà thân mạng này rồi cũng có ngày tan rã phải cứu lấy nhân dân vương đến để hai tay xuống vai người định bắt mình người ạ à, nếu người bắt ta nhân dân đỡ lo sợ người có thể sung sướng ta nào tiếc chi nhớ đến con vương khắc lên thân cây già một dòng chữ cha đã bị bắt đưa vào kinh đô còn ở lại tiếp tục tìm đạo rồi nắm lấy tay y vương thúc giục Thôi ta đi Hắn làm sao hiểu được tâm trạng của nhà vua Khi hắn chưa quan niệm Rồi những con người xã thân cứu thế Những con chim rừng thường hót líu lo chút tụng đời giác ngộ Này treo gọi não nề Trường xanh ôm nhỏ hoa quả trở về Thì còn đâu từ phụ Chàng tìm khắp nơi Gọi đến gian rừng Cũng không một lời đáp lại tiếng tự quý buồn hiu hiu tình cờ đọc dòng chữ cha để lại chàng ôm mặt khóc ôi đời có thể tàn bạo đến thế kia ư dù ở rừng sâu núi thẳm con người vẫn không được sống yên lành theo đường cũ chàng lần về kinh thành ba dịp chính hôm đó trường thọ vương bị đưa lên giàn quả phiền vườn đã đoạn tình khi xử tử một đấng vua hiền dân chúng bao nghẹt lấy giàn quả có những đôi mắt rơm rớm lệ họ đã khóc thương một mạng sống lìa đời tiếc một người cầm quyền đông hậu thái tử len lỏi đến tận giàn quả chàng lấy tay làm hiệu để cha biết đang có mình ở đây vừa lúc ấy lính châm lửa vào vàng lửa bùng bùng bốc cháy những ngòi lửa đỏ lồm lập loà liếm quanh người trường thọ vương như đang còn nếm thử. Thái tử bỗng giật mình. Phụ vương đã thấy mặt con. Mắt thái tử như đổ đồng tử. Nhưng tia lửa trên vàng quả kia liệu có rực đỏ bằng những tia lửa căm hờn trong mắt chàng thiếu niên ấy? Môi chàng miếm lại, lúng búng một tiếng thét bị dằn vào trong cha ơi con sẽ trả thù con phải trả thù trả thù cho cha lửa bắt đầu cháy mạnh trường thọ vương muốn nói với con đôi lời trăn trối người ngửa mặt lên trời để tránh sự nghi kỵ của đám tay sai phiên vương người kêu lớn trường sanh con hãy tưới tình thương và đức độ xuống hận cừu đừng bao giờ dùng gươm giáo để trả lời gươm giáo hãy sống cuộc đời chư Phật, hỷ xã từ bi. Dàn lửa rừng rực rừng rực, lửa như reo hát múa men. Những lời cuối cùng ấy bị tiếng lửa ác mất. Thái tử nhìn trân trối và đau đớn vô cùng. Mắt cha hiền nhìn chàng rồi nhắm lại. Mùi khét lại bắt đầu lan xa thái tử ngất đi trong đau thương cùng tận. Chàng đã thổ huyết đến năm lần. Tuổi 14 ấy sớm chứng kiến những đau khổ của đời nên trở thành già dặn. Chàng bỏ vào rừng để nguôi ngoai tâm sự. Nhưng cứ một bước đi, một cái nhìn, hình ảnh cha hiện trên vàng quả rừng rực cháy cứ hiện ra như thúc giục tăng trưởng ý chí phục thù. Chàng nghĩ nó đã giết cha ta Nó đã cướp giang sơn ta Phải lấy máu kẻ thù rửa hận Giết Giết Sườn nắng của núi rừng rèn luyện thêm lòng chàng Đói rét của cuộc đời lang thang Thử thách con người chí khí Thái tử đã quyết Báo phục thù Chàng lại lần mò về kinh thành ba dịp Chàng tìm mọi cách để được gần phiên vương một viên đại thần thấy chàng có sức lực, nuôi và cho chàng trồng rau. Giống bạc thiệp và thông minh, chàng lần hồi được mọi người mến phục. Những việc khó giải quyết trong nhà viên đại thần, chàng đều giải quyết được cả. Vì thế chàng trở thành kẻ tâm phúc của ông ta. Nhưng ông không hề biết đó là trường sanh thái tử, vì chàng cải trang rất khéo. Một hôm, ông hỏi thái tử Này! nhà ngươi có tài gì đặc sắc nữa không thưa đại quan tôi có tài làm bếp quả đúng như lời trường sanh nấu ăn còn giỏi gấp mấy anh bếp trong nhà viên quan rất thích muốn khoe người bếp giỏi ông ta mời vua đến dự tiệc tại tư dinh thái tử cố gắng nấu ăn thật ngon để thâu phục làm ham thích của viên vương quả nhiên viên vương nài nỉ viên đại thần trao cho mình người đầu bếp và thái tử nghiễm nhiên trở thành người đầu bếp riêng của nhà vua. Chàng tìm cách mua chuộc lòng tin yêu của vua và đã nhiều lần chàng tỏ rõ sự thông minh uyên bác của mình. Phiền vườn rất mến phục cho làm kẻ hộ vệ tâm phúc của mình. Hơn nữa, làm việc gì vua cũng hỏi ý kiến của chàng. Đi đâu, vua cũng cho chàng đi theo. Ngày mong đợi đã đến. Hôm ấy, chàng phò vua đi săn. Mãi theo con mồi, vua cùng chàng tiến sâu vào trong rừng thẳm. Kể ra thì, trường xanh cũng biết lối ra, nhưng chàng cố ý đưa vua đi lạc. Mặt trời đã lặn mà hai người còn lẫn quẩn trong rừng. Đoàn hầu cận không có một ai. Những tàn cây u ám giăng bóng tối che khuất ánh sao đêm leo lét phía chân trời. Vua buộc lòng phải ngủ dưới một gốc cây. Thái tử đeo gươm đứng hầu bên cạnh cơ hội tốt đã đến trường xanh cứ nhìn kẻ thù đang mê mệt dưới chân mình tâm tư chàng thúc giục nó đã giết cha mày chiếm gian sơn của mày còn chờ chi nữa mà không ra tay chàng rút gươm ra khỏi vỏ bỗng nhiên chàng như thấy đôi mắt dịu hiền của trường thọ phương trên dàn quả tiếng nói của người như đang dội lại trong lòng chàng con ơi hãy tưới tình thương và đức độ xuống hận cừu. Đừng bao giờ dùng gươm giáo để trả lời gươm giáo. Hãy sống cuộc đời chư Phật, hỷ xã từ bi. Ôi, lời cha còn đó, thái tử có thể quên chăng? Chàng rung tay, thanh gươm bén lại hiền lành chui vào giỏ. Vừa lúc phiên vương thẳng thốt thức dậy. Này Khanh, Trẫm vừa mơ thấy một người muốn giết trẫm. Muôn tàu bệ hạ, có lẽ hơi lạnh thấm vào người sinh ra mộng mị. Có hạ thần đứng đây thì ai mà dám bén mãn. Phiên vương yên tâm nằm xuống ngủ. Hình ảnh cha mình bị thảm sát lại hiện lên trước mắt thái tử. Tâm tư chàng lại thúc giục. Còn chờ gì nữa mà không lấy mắt kẻ thù tế cho linh hồn cha? Trường xanh cương quyết tuốt gươm nhưng cũng vẫn đôi mắt dịu hiền, vẫn câu nói ngày xưa văng vẳng. Hãy sống cuộc đời chư Phật, hỷ xả từ bi. Trong tâm hồn trường xanh, hai dòng nước ngược đang ào ạt chảy. Một dòng hận cừu đổ máu, một dòng nước độ thơm ngọt sữa hiền. Giữa ngã ba đường ấy, biết về đâu. Đã ba lần Chàng rút gươm toan hạ thủ Nhưng nghĩ đến lời cha dặn Chàng lại thôi Cuối cùng không chịu nổi sự dày đạp của lòng Chàng hét lên tức bực Hỡi kẻ thù tàn ác Vì danh giá nhà ta Vì lời dặn cha ta Ta sẵn lòng tha cho ngươi Từ bi đã thắng hận cừu Thành gươm bây giờ không còn chịu ra khỏi giỏ Phi vương tỉnh dậy ngơ ngẩn Khanh ơi, Trẫm vừa chim bao thấy con của tiên vương thà trẫm mà không trả thù. Khanh có biết là điềm gì không? Trường Xanh trả lời trong nước mắt. Thưa ngài, con của vua nước này chính là tôi đây. Khi cha tôi bị ngài thiêu trên giàn quả, có căn dặn tôi không nên buộc chặt oán thù. Hãy noi gương chư Phật sống cuộc đời từ bi hỷ xã. Vì thế đã ba lần tôi rút gươm muốn giết ngài nhưng lại thôi phiên vương vô cùng hối hận vua ôm chầm lấy thái tử mà nức nở thôi khanh hãy giết cẩm để báo phục thù trẫm không muốn khanh phải khổ tâm hơn nữa trường xanh cảm xúc đáp không hạ thần xin chịu tội bệ hạ hãy xử cho rồi và cả hai im lặng đêm tối đã bắt đầu lui bóng phía chân trời ánh bình minh le lói như ánh sáng từ bi vừa lóe sáng trong lòng người ôi từ bi quan từ quan đã dập tắt hận thù chiếu sáng tâm hồn người đọa lạc từ quan ôi hãy tuôn chảy như suối thác như sông biển dạt dào xuống lòng nhân loại si mê Phiền vương ôm đầu suy nghĩ vua thấy tội mình mới lớn làm sao gương sáng của trường thọ vương làm ngài thấy hổ thẹn một ý so sánh chợt đến trong óc ngài vua nói khanh ơi đêm nay ta bắt gặp những gì cao đẹp nhất của đời chiến tranh và hận thù đều là tội lỗi không gì quý bằng tình thương trời đã sáng hẳn thái tử dắt vua ra khỏi rừng các quan đang nóng lòng chờ đợi đêm rồi nào ai biết vua ở đâu vua hỏi hết bá quan các khanh có biết thái tử con vua cũ nước này ở đâu không rồi không đợi trả lời người nắm lấy tay thái tử cao giọng đây là ân nhân của ta trường sanh thái tử con vua cũ người đã vì hiếu quên thù này các khanh không có gì cao cả cho bằng đức độ của tiên vương hãy nghe theo lời người tưới tình thương và đức độ xuống hận cừu ngày hôm sau phiên vương trả nước lại cho thái tử công đức trường thọ vương được tán tụng khắp nơi thái tử nói chí cha gieo rắc từ bi trong lòng nhân loại cuộc đời vì thế bớt đau thương đây là một chuyện tiền thân của phật thích ca do chính ngài kể lại trường sanh thái tử là a nan đệ tử yêu quý của Phật Còn phiên vương là đề bà Đạt Đa Huyền Thanh Lòng ngưỡng mộ Phật Pháp của vua A Dục Vua A Dục trước là người rất độc ác Từ khi theo đạo Phật đổi thành người rất nhân từ Hồi mới theo đạo vì lòng cảm mộ quá dồi dào Nên mỗi khi ngự ngoài đường hễ gặp vị tỳ kheo nào đi ngang qua liền xuống kiệu khấu đầu lại có một vị đại thần tên là gia tác lấy thế làm quá đáng bèn can ngăn vua rằng các tỳ kheo kia chẳng qua là những người các cấp đi hành khất ngoài đường không đáng tôn trọng lắm vua yên lặng không trả lời cách vài ngày sau vua truyền cho các quan văn võ mỗi ông phải đem bán một đầu xúc vật và cho biết giá bán các đầu ấy như thế nào ông gia tác phải bán một đầu người. Các đầu xúc vật thời bán được với giá tiền sai khác hơn kém nhau. Duy có đầu người của ông gia tác bán thời không ai mua cả. Dù hỏi cớ sao, ông gia tác trả lời. Vì đầu người là vật hèn hạ, không có giá trị gì. Vua lại hỏi. Chỉ có một đầu này là hèn hạ, hay tất cả đầu người đều hèn hạ? Ông Gia Tát đáp Tất cả đầu người đều hèn hạ Vua bèn hỏi Vậy đầu trẫm đây cũng hèn hạ sao Ông Gia Tát sợ hãi không dám nói Sao vua cũng thú thật Đầu vua cũng hèn hạ Vua bèn giảng cho ông Gia Tát nghe rằng Phải Người muốn can ta đừng lấy các vị sa môn Là nhà ngươi có ý kiều căng tử đắc nhưng cái đầu của trẫm này là một vật hèn hạ không ai thèm mua vì cúi xuống mà được thêm công đức thêm giá trị lên thì phỏng có hại gì nhà ngươi muốn chỉ trích các thầy sa môn là người các cấp không sang trọng nhưng nhà ngươi không rõ uy đức của các thầy khi nào có đi ăn tiệc ăn đám cưới thời mới nên hỏi đến giai cấp người ta chứ đi tu học phân biệt giai cấp làm gì như người sang trọng danh giá, bị tội nặng. Thời ai cũng nói, người này là kẻ có tội, và ai cũng đem lòng khinh bỉ. Trai lại, con người hèn hạ mà tu nhân tích đức, thời ai cũng kính trọng, ai cũng cúi đầu. Vừa nói đến đây, bèn chỉ hẳn vào mặt ông Gia Tác mà nói lớn rằng, Nhà ngươi há lại không biết câu này của Đức Phật Thích Ca hay sao? Ngài dạy, người có trí, thời đầu vật không có giá trị cũng làm nên giá trị. Ta muốn theo Phật, người lại càng gián ta, ấy là bất trung. Đến khi ta nằm xuống đất như cây mía kia, thì dầu muốn lại, muốn đứng dậy, muốn cung kính cũng không sao được nữa. Thời làm thế nào được công đức? Vậy người để yên ta lại các vị sa môn để kiếm chút phước đức. Nếu có người dám tự nói ta là người đáng tôn trọng hơn cả, thời người ấy là người u mê nhất đời vậy. Nếu lấy huệ nhãn của Đức Phật mà xem xét thân thể, thời biết thân thể ông vua và thân mọi người giống nhau, cũng là da, thịt, xương, khác nhau chỉ có cái phù qua trang sức bề ngoài. Nhưng cốt yếu ở đời là lòng đạo đức, thời trong thân thể người hèn hạ nhất ở đời cũng có được. Chính cái ấy, con người trí giả, gặp đâu cũng phải cung kính, phải vái lại vậy. Trích, viên âm Quà thơm nhờ nhụy, người có giá trị bởi đạo đức. Xá tịnh kỳ hoàng Đọc kinh sách Phật chúng ta thấy Phật thường thuyết pháp ở tịnh xá kỳ hoàng hay kỳ thọ cấp cô độc viên. Cũng thế. Được truyền tụng hơn hết, tịnh xá này là công trình kiến tạo to tác của ông Tu Đạt Đa, một Phật tử tại gia thuần thành, tên tuổi được hậu thế luôn luôn nhắc nhở. Tu Đạt Đa, người ở thành xá vệ, xứ Ấn Độ, là tôi đại thần của vua Ba Tư Nặc và là một nhà giàu có nhất thời bấy giờ. Tánh tình hào hiệp, ưa cứu giúp kẻ cô bần hay làm việc bố thí thì ân khoan hồng với người dưới khắp xứ đều biết danh ông được người thời bấy giờ gọi tặng là trưởng giả cấp cô độc tù đạt sanh được bảy người con trai chúng đều khôn lớn cả và có gia thất trừ cậu úc hình dung tuấn tú diện mạo khác thường chàng có ý tự mình lựa chọn bạn trăm năm trưởng giả mới nhờ một thầy bà la môn tìm nơi mối lái một hôm thầy bà la môn đến quá trai ở một nhà nọ tại thành vương xá một người con gái xinh đẹp tuyệt trần đem vật thực ra dân hỏi ra mới biết là ái nữ của trưởng giả hộ di thầy yêu cầu xin tiếp chuyện với phụ thân của nàng thiếu nữ vào trong thưa lại một chập sau thầy được ra mắt trưởng giả và lấy thực tình tỏ ý muốn tác thành cho hai họ vì đã nghe được đại danh của trưởng giả tu đạt đa chẳng những là người giàu có môn hộ hay cứ giúp kẻ nghèo đói cô bần mà còn là một vị đại thần quyền thế ở thành sát vệ. Nên không ngần ngại gì, hộ di vui lòng hứa lời cho đàn trai bước tới. Nhân dịp có người khách buôn dòng xe về sát vệ, bà La Môn liền gửi một phong thơ báo tin lành. Ông Tu Đạt tức tốc khởi hành, cho gia nhân chở theo rất nhiều châu báo. Lúc đến nơi, thầy bà La Môn đưa ông tới nhà ông Hộ Di đàn gái hết sức vui mừng tiếp rước trọng hậu nhận thấy tôi trai tớ gái tấp nập cổ bàn tu đạt đa mới hỏi thăm duyên cớ trưởng giả di cho biết sáng hôm sau ông sẽ làm lễ cúng dường phật và chư tỳ kheo tăng phật là gì tu đạt hỏi hoàng Quỳnh chẳng nghe ư ừ, còn vô tịnh phản ở thành ca tỳ la vậy tình tất đạt đa vì thấy khổ sanh già bệnh chết buồn lòng không vui thú gia đình, bèn bỏ cung điện đi tu. Sau sáu năm khổ hạnh, được trí huệ đầy đủ, thắng chúng ma dương, tự tại thần thông, hoàng minh chiếu diệu, được người xưng tôn là Phật. Còn thế nào gọi là Tăng? Tăng chỉ các đệ tử của Phật, đều là bậc sáng suốt giải thoát, có thể vì chúng sanh làm đám ruộng phước. Tu Đạt vui mừng vô hạn, hỏi tiếp, chẳng hay Phật và chư tăng ở đâu? Tại một tịnh xá trong vườn trúc, tức là trúc lâm. Trong đêm ấy, tu đạt đa xanh lòng kính tinh, lăn lộn không ngủ trong màu trời sáng để đến ra mắt thế tôn. Vừa bình minh, ông đã trỗi dậy, hỏi hướng rồi ra đi. Tịnh xá trúc lâm vẫn còn yên tịnh, xương lạnh phủ dày, các tỳ kheo còn đang thiền tọa. Tu đạt đa đang ngơ ngác thì đằng xa có bóng người tiến đến. Thì ra đó là Đức Phật. Bởi biết trước nên xuất thiền ra ngoài kinh hành. Vừa trong thấy tướng mạo nghiêm trang oai nghi đỉnh đạt của Ngài, tu đặt đa, đa mừng quá, quên cả lễ phép. Thưa ông, không biết Đức Cụ Đàm đã dậy chưa? Ngài ở đâu? Tôi muốn gặp liền bây giờ được chăng? Đức Phật vui vẻ chỉ chỗ mời ngồi, rồi ôn tồn hỏi ông tìm đức cù đàm có việc chi chính tôi là người ông đang tìm biết là đức phật và cảm kích trước lời nói của ngài tu đạt đà liền cúi mình làm lễ và tha thiết bạch rằng lại ngày rủ lòng thương xót mở lòng dạy bảo cho kẻ đệ tử đầy tội lỗi này đức thế tôn bèn nói pháp khổ không vô thường vô ngã và niết bàn yên vui vắng lặng cho ông tu đạt nghe khi nghe xong, ông quá đổi vui mừng, liền nhiễm thánh pháp, đắc quả tu đà hoàng. Thí như miếng lụa trắng, dễ ăn màu nhuộm. Trưởng giả bèn quỳ xuống, chắp tay lại Phật. Bà Thế Tôn, những người ở thành xá dễ, nghe pháp có thể dễ tham nhiễm như con không? Phật bảo, Ông vì túc căng nên mới sớm ngộ như thế, không phải ai cũng ngộ như vậy đâu. Dạ lại dân thành xa vậy phần nhiều tin theo tà giáo khó mà nhiễm thánh pháp tu đạt bạch phật cúi xin ngài thương xót rủ lòng đại từ quan lâm xá vậy đánh chuông cảnh tỉnh để người theo tà quay về lẽ chánh phật bảo phép của người xuất gia không được ở chung chạ với người thế tục bên ấy không có tịnh xá thì làm sao ta và các tỳ kheo sang ấy ở được đệ tử xin phát tâm kiến tạo tình xá mong phật từ bi hứa khả cho đức phật yên lặng tỏ dấu hứa Diệu mấy hôm sau khi lo vợ cho con xong ông tu đạt trở lại rừng trúc bái phật xin phái một vị đệ tử đi theo chỉ bảo cách thức xây cất tịnh xá đức thế tôn nghĩ rằng ở xá vậy bọn bà la môn rất nhiều họ tin tưởng sằng bậy những điều không hợp chánh lý thế nào họ cũng ra mặt tranh đương người kém tài kém đức khó bề hàng phục được họ chỉ có xá lợi phất trước là dòng dõi bà la môn thông minh đa trí hiểu rõ nội bộ của họ đi mới có lợi phật liền sai xá lợi phất đi theo tu đạt sang sát vệ dọc đường tu đạt hỏi xá lợi phất đức phật đi bộ bao nhiêu dặm trong một ngày xá lợi phất đáp chừng nửa do tuần ông tu đạt bèn cứ hai mươi dặm là mướn người cất một khách xá nghĩa là nhà tạm để khi phật sang xá dậy đem có chỗ tạm nghỉ khi về đến nhà tu đạt và xá lợi phất trải qua mấy ngày vất giả và vẫn chưa tìm ra chỗ nào vừa ý một hôm đi ngang giường cây của thái tử kỳ đà thấy đất đai bằng phẳng cây cối xum xuê xá lợi phất bảo tu đạt trong giường này có tịnh xá được vì không xa không gần thành. Xa quá thì khó cho sự khất thực, còn gần quá thì ồn ào, loạn động, khó yên tâm để tu hành. Thấy tu đạt ra chiều suy nghĩ, xá lợi phất tiếp. Phải chăng ông sợ không mua được cái gì? Ông nên đến ướm hỏi trong cung xem sao. Ông tu đạt liền đánh bạo đến ra mắt thái tử kỳ đà. Tàu thái tử Tôi muốn kiến tạo một tịnh xá để thỉnh Phật và chư Tăng sang đây diễn giáo, nhưng tìm mãi không ra chỗ. Này Thái tử có giường cây tốt, rộng rãi, xin Thái tử vui lòng nhường miếng giường ấy lại cho tôi. Tổng đức của Thái tử thật vô lượng vô biên. Thái tử cả cười, bảo Tôi đâu có thiếu thốn gì mà phải bán. Giường này để làm chỗ ngoạn thưởng trong khi nhàn rỗi cho thư thả tâm hồn. Bán đi thì làm thế nào? Ông trưởng giả tu đạt năng nỉ mãi Thái tử tánh dễ cảm Xong vì tiếc miếng giường Nên định làm thối chí ông tu đạt Nếu trưởng giả muốn mua Xin đem vàng lót khắp mặt đất Tôi sẽ bán cho Dân Thái tử hỏi hối Tôi nói chơi như thế Chứ bán đi thì làm gì Quân tử vô hí ngôn Thái tử sẽ làm vua trị dân Nói bỡn sao được Điều đạt bèn dội trở về nhà hối gia nhân chở vàng đến lót. Khi đã phủ xong nơi đất liền, trưởng giả suy nghĩ coi phải làm thế nào để lót mấy nơi bị cây mọc choáng. Thái tử đến gần, dỗ dai hỏi. Thế nào? Trưởng giả suy nghĩ gì? Nếu ông chê mắt thì thôi, vàng ông chở về, giường tôi xin trả lại cho ông. Không, tôi không có nói mắt rẻ gì đâu, thưa thái tử. Tôi đang suy nghĩ coi phải chở ở kho nào cho vừa đủ, khỏi đem đi đem về thất công. Và tính coi mấy gốc bao nhiêu vàng đấy chứ. Thái tử Kỳ Đà nghe xong hết sức ngạc nhiên. Từ hỏi Phật là người thế nào mà trưởng giả coi của cải như không, xem vàng rồng như đất cục. Thật kỳ lạ quá. Có lẽ là một thánh nhân đạo cao đức cả mới có thể cảm quá được lòng người như thế. Thôi, Thái tử bảo Ông đừng chở vàng đến nữa Bây giờ đất giường thuộc về ông Còn cây thuộc về tôi Tôi xin cúng cho Phật đấy Trưởng giả vui sướng quá Ngay ngày hôm sau kêu thợ đo đất khởi công Còn xá lời Phất thì vẽ bản đồ Và chỉ bảo cách thức Xong Một trở ngại lại xảy ra Phái luật sư ngoài đạo Bà La Môn Kéo nhau đến tàu vua Ba Tư Nặng Trưởng giả Tu Đạt Đa mua giường của thái tử để kiến tạo tỉnh xá cho bọn Sa Môn Cù Đàm. Xin bệ hạ cho phép chúng tôi cùng bọn kia tranh tài. Nếu họ thắng được bọn tôi, chừng ấy họ mới được phép cất tỉnh xá và sang đây thuyết đạo. Còn trái lại thì ở đâu phải ở đó. Nhà vua liền triệu Tu Đạt Đa vào triều và bảo rằng Hàng lục sư Bà La Môn không chịu có phái nào khác truyền giáo. Nay Khanh mau làm giường cất tỉnh xá để rước đồ chúng của Đức Cụ Đàm về đây giải đạo. Lục sư giao tâu khi nãy, xin cho hai phái cùng nhau một trận thư hùng. Nếu họ thua, thì Khanh tự ý muốn làm gì thì làm. Còn nếu phe Cụ Đàm thua, thì đừng bén mãn đến đây. Muốn cho yên thuận, ta đã hứa với họ rồi. Vậy Khanh lo liệu thế nào cho chu tất? Xin bệ hạ cho phép hạ thần trở về bạch lại với đệ tử của Đức Phật xem sao. Được, Khanh cứ đi. Muốn cho bọn họ và công chúng biết được giá trị của đôi bên. Ngoài phương pháp đó, không còn gì hơn nữa. Trưởng giả cáo từ ra về, mặt luôn luôn giàu giàu, đầu óc miên man lo nghĩ. Không rõ bên ta có thể thắng được không? Hơn chẳng nói gì, còn rủi thua thì khổ biết bao lục sư pháp thuật cao cường lại bè lũ đông đảo liệu một mình ngài xá lợi phất có đường cự lại chăng bao nhiêu câu hỏi làm lòng ông ngổn ngang lo sợ đến nỗi về đến cửa nhà mà ông không hay trông thấy vẻ mặt đượm đầy u buồn lo ngại của tu đạt xá lợi phất bèn cất tiếng hỏi hôm nay có việc gì mà trưởng giả không được vui tu đạt trầu rầu đáp Thưa ngài, công việc kiến tạo tịnh xá sợ không thành tựu. Tại sao thế? Thưa ngài, bọn luật sư quyết lòng ngăn trở công việc làm của mình, họ đã đến khiếu nại với vua, xin cho cùng chúng ta tranh thư. Nếu chúng ta thắng họ thì mới được cất tỉnh xá. Vua đã chuẩn y lời của họ. Bây giờ trăm việc, tôi xin trông cậy vào ngài. Tôi lo lắm. Bọn họ tu hành theo tiên đã lâu Tài nghệ pháp thuật cao cường Trong thành này ai cũng biết Thêm nổi bọn họ rất đông Liệu mình ngài có chống nổi chăng? Trưởng giả đừng ngại Tôi tuy một mình Nhưng ông có thấy chăng Chỉ một ánh sáng mặt trời Đủ phá tan bao nhiêu bóng tối Cần gì phải đông Đồ chúng của luật sư có nhiều đến bực nào Cũng không làm chi tôi nổi trưởng giả cứ dẫn lòng tin tôi và tâu lại nhà vua xin định ngày đấu sức không sao tôi đặt nghe nhóm người chạy bay vào cung xin định ba hôm sau là mở hội tranh tài bọn luật sư truyền rao cho tín đồ của chúng hãy đến xem cuộc đấu phép ít có mà phần thắng chắc chắn về phái họ vua ba tư nặc cũng truyền lệnh cho dân gian và cho phép tam cung lục diện đến dự đồng thời vua cho cất kháng đài tại một miếng đất trống to lớn phía ngoài thành. Đúng ngày giờ hẹn, trời vừa tăng tảng sáng, bọn luật sư đã lũ lượt kéo tới. Cả dân chúng nữa, người người không thể tính số được. Giữa kháng đài, vua và hoàng hậu ngồi ghế lớn, hai bên trăm quan và cung phi mỹ nữ đứng hầu, còn dân chúng chen nhau đứng phía dưới. Trước đài, tả hữu có hai đài khác, dành cho hai phái tranh thư. Giờ đấu tài đã đến, bọn luật sư thấy thế tuyên bố ầm lên. Bọn cụ đam sở chúng ta rồi, đã tới giờ mà không thấy bóng hình đâu cả. Tiếng bàn tán cãi cò thêm to, có kẻ đánh bạo đến gần tàu vua. Tàu bệ hạ, bọn đệ tử cụ đam có lẽ tự biết mình vô tài nên không dám đến. Vậy xin bệ hạ kể họ như thất trận rồi. Vua Ba Tư nặc trầm tĩnh đáp Chưa gì mà các người đã dội ca khúc khải hoàng Hãy đợi một chút nữa xem nào Đoạn vua xoay qua tu đạt Tại sao thầy của Khanh chưa đến Khanh hãy đi xem thử sao Lúc ấy xá lợi Phất đang ngồi thiền định dưới cội cây to Yên lặng suy nghĩ Hội chúng hôm nay phần đông theo tà giáo đã lâu Tà Pháp đã thâm nhiễm vào trong óc của họ nên họ đầy vẻ kiêu mạng tự cao. Làm thế nào mà cứu vớt họ? Phật đã dạy, trong khi truyền đạo không nên dùng thần thông làm kinh dị lòng người. Nhưng trong trường hợp này, nếu không dùng thần thông thì làm sao gây được tính tâm? Vậy, xin Phật thấu hiểu và xá tội cho. Vừa nghĩ xong thì tu đạt hấp tấp đến. Bạch Đại Đức, công chúng đã nhóm họp đông đủ cả rồi, nhà vua đang chờ trong, xin đại đức quan lâm cho. xá lợi phất bèn xuất thiền đứng dậy sửa ngay y phục, vất tọa cụ lên vai rồi oai nghiêm cất bước, từ từ tiến về phía diễn trường mà quan cảnh là một biển người lồ nhô đầu là đầu không hàng ngũ trật tự gì cả. thế mà khi xá lợi phất đến, công chúng lại tự vẹt ra chừa một đường khá rộng cho ngài vào. tu đạt ung dung theo sau khỏi trang lớn gì cả xá lợi phất đi đến đâu thì đám đông cúi chào xà trồng như một đồng lúa bị gió đùa còn bọn lục sư tuy lúc đầu đã dặn nhau không được tỏ vẻ kính nể nào nhưng khi thấy vị đại đệ tử của phật tất cả như bị một sức mạnh gì ở thân tâm thúc đẩy đồng đứng dậy lễ phép chào như bao nhiêu người khác xá lời phất chậm rãi thượng đài và an tọa vua ba tư nặc liền ra lệnh cho hai bên đấu phép lao đồ sai tay huyền thuật giỏi nhất trong phái lục sư trổ tài trước công chúng đang lao nhau chờ đợi bỗng thấy một cây đại thọ mọc lên giữa sân sừng sững to lớn một cách nhanh chóng khác thường tàn che kín khắp dùng đất chiếm làm diễn trường đồ chúng của lục sư biết là sự biến hóa của phe mình lấy làm thích chí trầm trồ khen ngợi vang rền tứ phía muôn mắt quay về hướng xá lợi phất đang tĩnh tọa đôi mắt liềm diềm như không hay thấy gì hết. Một phút, hai phút, mọi người đều nóng ruột. Nóng hơn hết có lẽ là tu đạt đa. Tiếng ồn ào dừa ngưng. Trong một hồi chờ đợi thắt thỏm, thì từ đôi mắt của xá lợi phất, hai luồng hào quang xẹt ra. Bao luyện thân cây, rồi cùng với thân cây biến mất trong chớp mắt. Tiếng quan hồ nổi dậy để tức khắc đổi thành tiếng kinh khủng. Một con rồng nhiều đầu, thân thể to lớn dị thường, múa lộn trên hư không giữa tiếng sấm sét, giang tay điếc ốc. Nhưng kìa, từ miệng của xá lợi phất, một đạo bạch quang phóng ra, biến thành một con đại bàng to gấp hai kẻ địch. Sắp đến, sớt rồng bay mất. Thua canh này, bày canh khác. Lao đồ sai bèn dùng mình biến thành một con quỷ già dạ xoa kết xù, trên đầu lửa cháy, mắt lồi, miệng đỏ. Xong sổ chạy lại đài xá lợi phất, hung ác vô cùng. Trầm tĩnh, vị đệ tử của Phật xòe bàn tay năm ngón dịu mềm. Năm vị tỳ sa môn thiên vương hiện ra, đứng bao bốn phía và trên không. Đồng thời lửa tam muội đùng đùng nổi dậy, phủ dây con ác quỷ không phương đào tẩu. Lửa càng cháy, tiếng than khóc cầu tha mạng sống càng lớn tâm khinh bạn đã tan bốn phía lửa giữa cũng hạ lao đồ sai quang phục nguyên hình dập đầu sám hối tạ tội xá lợi phất bèn bay vọt lên hư không hiện đủ bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi hoặc hiện thân to lớn như hư không rồi lại hiện nhỏ hoặc nữa chia thân ra trăm ngàn thân khác rồi thâu trăm ngàn trở lại một xong ngài trở về chỗ cũ ngồi yên thuyết kệ rằng tâm sanh các pháp thảy đều sanh tâm diệt các pháp thảy đều diệt muôn ngàn nghiệp chướng thảy do tâm rồi cũng do tâm mà diệt nghiệp công chúng được xem các phép biến hóa và được nghe bài kệ rồi nhảy nhót vui mừng như người nghèo được của báo nhân cơ hội ấy xá lợi phất dạy các pháp là khổ, là không, là vô thường, vô ngã. Tất cả đều do tâm. Tâm không dính mắt theo trần lao phiền não là niết bàn tịch mịch. Trong thính chúng bấy giờ có nhiều người nhớ lại nhân duyên trước của mình, phát tâm hướng về nẻo giải thoát, thấu được lý đạo. Kẻ chứng quả tu đà hoàng, người chứng quả tư đà hàm, dân dân. Hơn ba ngàn đồ chúng của bà La Môn đều làm lễ xá lợi Phất, xin thọ giáo. Cuộc so tài đấu phép đến đây chấm dứt, vua truyền bế mạc. Công chúng lục tục ra về với bao vẻ hân hoan mà người vui mừng nhất là Tu Đạt. Mờ sáng hôm sau, người ta đã thấy xá lợi Phất, Tu Đạt trưởng giả và những công nhân kiến trúc có mặt tại vườn kỳ đà bắt tay giao diệt Tuy mệt nhọc, nhưng mọi người đều vui vẻ sốt sắng một hôm, đi ngang nền tịnh xá, xá lợi phất bỗng nhiên dừng bước, chỉ con kiến càng to lớn đang bò, bảo tu đạt trưởng giả. Một khi ta mất thân người, muôn kiếp khó hoàn phục. Con kiến này đã nhiều kiếp chết đi sanh lại nơi đây, là chỗ bảy đời Phật hằng giảng Pháp. Ông nên biết, dầu ở sát bên chỗ Phật nói Pháp mà trót mang thân xuất sanh, thì có mắt cũng như đuôi, có tai cũng như điếc, không giải thoát còn làm người mà mê muội cứ nhắm mắt chạy theo tiếng gọi của vật dục tham luyến dục lạc hiện tiền không chịu suy nghĩ chỉ biết có ngày nay không tin nhân quả đã vậy còn gây thêm nghiệp hủy bán chánh pháp thì xét kỹ không hơn con kiến bao nhiêu càng sống càng xa ánh sáng giác ngộ khổ não trăm bề xa đọa vào bậc thấp hèn đen tối thế nên sanh được làm người là một điều khó. Là một đại bất hạnh khi đã được thân người mà không lo tu sửa để được lần về nẻo giải thoát hoặc kiếp sau còn trở làm người cố công tu học thì thật uổng cho một kiếp. Công trình kiến trúc vĩ đại quá thành thử xá lợi Phất cũng như tu đạt trưởng giả phải giấc giả cực nhọc suốt 3-4 tháng mới hoàn thành. Tu Đạt bèn vào triều ý kiến vua Ba Tư Nặc, trình các việc và xin vua phái sứ thần sang thành vương xá, thỉnh Phật quan lâm. Vua y lời Một buổi sáng trời quang gió mát, Đức Thế Tôn cùng các đệ tử lên đường sang xá vệ. Ngày đi đêm nghỉ nơi các khách xá của Tu Đạt đã lo xa cho các bước kia. Khi gần đến thành, vua quan cùng dân chúng ra đón cách một khoảng xa vào đến tịnh xá đức phật an tọa mọi người làm lễ rửa chân cho ngài và đi nhiễu ba dòng rồi theo thứ cấp ngồi dưới chân quanh phật đức thế tôn phóng ra năm sắc hào quang rực rỡ chiếu khắp thế giới đoạn ngài diễn nói công đức bố thí tu phước cho đại hội thính chúng nghe ai nấy đều được lòng già sáng tỏ vui vẻ dân làm từ ấy mỗi ngày đức phật và các đệ tử vào thành khất thực đến trưa về tịnh xá thọ trai xong và thăng tòa diễn pháp cho các đệ tử hai phái cùng nghe số người theo về quy y đồng vô kể chẳng những là một công trình xây dựng lịch sử tịnh xá kỳ hoàng còn là một nhắc nhở lớn cho các hàng phật tử tại gia về bổn phận hộ trì tam bảo xây dựng một ngôi chùa tức là đã phá hủy một nhà lao, thêm một đoàn thể học Phật, tất nhiên bớt một số người tù tội. Hoàng tử Hiếu Thảo Xưa có vị hoàng tử tên là Nhẫn Nhục, tướng mạo khôi ngô, trí rất thông minh, lòng rất nhân đức. Ngài đem lòng thương xót hết tất cả mọi người nên rất được mọi người thương mến đối với vua cha và hoàng hậu ngài rất kính yêu và hiếu thảo không bao giờ từ chối một việc gì mà ngài có thể làm cho cha mẹ vui lòng một ngày kia vua cha đau nặng thuốc thang chạy chữa đã hết phương mà bệnh vẫn không thuyên giảm hoàng tử lo buồn lắm ngài hội các đình thần lại để hỏi xem ai có cách gì cứu chữa cho vua cha trong triều có một kẻ gian thần vì muốn giết thái tử để cướp ngôi sau khi vua mất liền đứng dậy thưa rằng thưa thái tử bệnh của hoàng đế chỉ có một thứ thuốc có thể chữa được nhưng khó kiếm hoàng tử tỏ vẻ vui mừng vội hỏi chẳng hay thứ thuốc ấy là thuốc gì thế nếu chữa được bệnh cho phụ dương tôi thì dầu khó thế nào tôi cũng cố tìm cho được bẩm ấy là cái não của một người trẻ tuổi mà từ nhỏ đến lớn rất hiếu thảo với cha mẹ và nhân đức với mọi người Hoàng tử hỏi Vậy Não của tôi có thể đem dùng để làm thuốc được không Kẻ đại thần nghe nói Trong lòng lấy làm mừng rỡ Nhưng giả giờ buồn bã mà thưa rằng Thưa Chắc được Vì còn ai hiếu thảo và nhân đức hơn ngài Nhưng chúng tôi không dám Và cũng không nỡ làm một việc nhẫn tâm như thế Hoàng tử khẳng khái trả lời Nếu tôi chết mà cứ sống được phụ dương tôi thì tôi rất sung sướng xin các ngài đừng lo ngại nói xong ngài liền truyền đem cắt đầu mình lấy não đem quà giấy thuốc để vua cha uống lòng hiếu thảo của thái tử động đến trời đất nên khi vua uống xong chén thuốc thì bệnh liền thuyên giảm ngay hoàng tử hiếu thảo trên đây chính là tiền thân của đức phật thích ca trích viên âm cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu công đức sám hối thọ xưa đời nhà lương vua võ đế có quen với một vị hòa thượng hiệu là chí công hàng ngày trò chuyện với nhau rất thân thiết hoàng hậu tên là hi thị thấy vậy bèn can gián vua đừng chơi với người ngu tăng ấy nhưng vua võ đế chẳng hề nghe cứ giao du như thường hoàng hậu giận lắm toàn lập mưu hại ngài chí công bèn lén dùng thịt chó làm nhân bánh rồi sai người đem bánh ấy đến chùa mà trai tăng ai ngờ hòa thượng chí công đã biết trước nên dự sắm áo tràng rộng tay làm bánh chay bỏ vào rồi khi trai tăng lén bỏ bánh mặn trong tay áo lấy bánh chay ra ăn Bà Hi Thị đợi tin hòa thượng ăn rồi, tức thì tâu với vua rằng Bánh ấy thiếp dùng thịt chó làm nhân, ông chí công ăn mà không biết Thiệt là người phàm ngu muội không có đạo đức trí tuệ gì cả Này bệ hạ còn là bạn nữa chăng? Vua nghe nói nổi giận, liền mang gươm đến chùa mà giết hòa thượng Khi ấy ngài chí công cũng đã biết trước, nên ra ngoài cửa chùa đứng đợi Lúc vua ngự đến ông thấy hòa thượng thì hỏi rằng Ông ra đứng đây mà làm chi? Ngài Chí Công đáp rằng Bần Tăng biết bệ hạ đến giết Bần Tăng Nên Bần Tăng ra đây đứng đợi Nếu bệ hạ mà vào chùa giết hại Thì ô uế chốn già lam Càng tội nghiệp lắm Vua nghe nói kinh hồn Chấp tay niệm Phật và sám hối Rồi liền mời hòa thượng vào chùa Mà hỏi rằng Ngài đã tiên tri được như vậy Vì sao còn ăn lầm bánh thịt chó mà không biết Ngài Chí Công bèn đáp rằng Muôn tàu bệ hạ Bần tăng có ăn đâu Tâu rồi Ngài liền thỉnh vua ra sau giường Dạy người đào lấy bánh thịt chó lên Thấy vẫn còn đủ 120 cái Qua thượng bèn lấy nước tịnh thủy phun vào Tức thì mỗi 10 bánh hiệp lại thành một con chó Hình thể vận động như thường dù thấy dày thất kinh mới biết pháp lực thần thông của ngài chí công thiệt là cao cường quảng đại liền trở vào chùa hết lòng lễ sám hối những sự lỗi lầm từ ấy võ đế càng yêu mến hòa thượng chí công hơn ngày trước nữa trái lại bà hi thị thấy thế lại càng giận thêm nên khiến kẻ hầu hạ đến chùa lấy kinh sách đem ra đốt hết đến niên hiệu thiên giám bà mang bệnh nặng rồi phải từ trần rồi đầu thai làm con rắn mãng xà ở sau hậu cung ẩn mình không cho ai thấy thừa khi ban đêm bà lại mách điềm chim bao cho vua võ đế hay rằng khi thiếp còn sống ăn ở bất nhân tổn vật hại người làm điều tham độc vì cớ ấy nơi này thiếp phải làm thân mãng xà thân đã dài dốc lại lớn bò lết không nổi đói không có chi ăn khác chẳng có chi uống, cực khổ nhiều bề. Còn mỗi trong chân dãy lại có thứ độc trùng đeo vào cắn rất da thịt, đầu thắt ruột gan thật là khó chịu. Thiếp nghĩ, vì thiếp cùng bệ hạ vẫn là tơ duyên chỉ nợ, tình vợ nghĩa chồng. Mà nay thiếp bị đọa ra thân xúc sanh thế này, bệ hạ nở nào hưởng thọ phú quý một mình mà không tìm phương chi cứu thiếp nên xin bệ hạ tự bi thỉnh thầy làm chay độ giải cho thiếp may nhờ phật pháp hộ trì thoát ra khỏi dòng ác báo thì thiếp cảm ơn đời đời vua võ đế nghe rồi bèn thức dậy rầu rĩ khóc lóc một hồi sáng ra liền truyền lệnh trước các thầy sa môn nhóm tại điện mà hỏi rằng vậy trong hàng chư tăng ai có phép chi cứu giải hoàng hậu khỏi điều tội khổ chăng Hòa thượng chí công tâu rằng Muôn tâu bệ hạ Tội của hoàng hậu rất nặng Xin bệ hạ hãy thiết lập đàn tràng Lễ bái sám hối Thì mới cứu được Dù võ đế bằng lòng Liền cầu hòa thượng chí công Soạn ra 10 quyển sám văn Rồi thiết đàn trong cung Làm chay 3 tháng Cầu sám cho hoàng hậu Có một hôm kia Khi trai đàn gần mãn Có mùi hương nồng nã Bay khắp trong cung điện Vô võ đế ngước mắt ngó lên trời Thấy có một nàng con gái Nhan sắc tuyệt trần Đứng giữa hư không mà chắp tay tâu cùng vua rằng Thiếp nhờ công đức của bệ hạ cầu sám hối Đã thoát được thân mãn xa Mà sanh về cõi trời đau lợi Nên thiếp phải hiện thân ra cho bệ hạ thấy Để làm chứng nghiệm vậy Thôi Mấy lời cảm tạ Kính chúc bệ hạ ở lại bình an Bà nói rồi liền ẩn mình không thấy nữa khi ấy vua võ đế nửa mừng nửa khóc khôn xiết sự tình bèn lui vào cung mời hòa thượng chí công mà hỏi rằng hoàng hậu của trẫm buổi còn sống hết sức thù ghét hòa thượng là túc duyên làm sao mà gây ra cừu oán như vậy ngài chí công tâu rằng muôn tâu bệ hạ sự cừu oán duyên do kiếp trước có một vị trú trì và một vị giám tự ở chung một chùa trong chùa ấy có cây đồn để nước. Dưới chân cây đồn có con thiện trùng, thường thường kêu trong khi ban đêm. Tiếng kêu của nó in ỏi như thể tiếng con dế hay con vạt sành vậy. Thường khi ông chú trì tới đó lấy nước súc miệng rửa mặt, thì cũng chú nguyện cho con ấy mau mà mau thoát đặng cái thân xúc vật mà sanh về đường nhân luân. Một bữa kia, ông chú trì đi khỏi ông dám tự ghét con thiện trùng đêm nào cũng kêu và làm cho lòng ông không được thanh tịnh và chẳng cho ông ngủ thẳng giấc nên ông bèn bắt con ấy lấy dao cắt ngang giữa lưng làm hai rồi cũng bỏ lại dưới chân đôn như cũ qua bữa sau ông trú trì về trót đêm không nghe tiếng con thiện trùng kêu nữa bèn kiếm dưới chân đôn thì thấy nó đã chết rồi Ông thường khóc, niệm Phật chú nguyện cho nó và lấy một miếng vải đỏ buộc vào chỗ lưng bị cắt rồi đem chôn sau giường chùa. Muôn tàu bệ hạ, còn thiện trùng ấy, tức là kiếp này, làm thân hoàng hậu. Còn vị giám tự, là kiếp này, làm thân của bần tăng đây. Vì vậy ban gia gặp nhau, toàn đòi nợ trước nếu tôi kiếp này tu hành lơ láo thì có thể nào thoát ra khỏi tay của hoàng hậu vua võ đế nghe nói liền gật đầu mà đáp rằng hèn gì hoàng hậu của trẫm thường thường buộc sợi dây đỏ ngang lưng không khi nào rời bỏ mà trẫm không biết cớ làm sao có một đêm hoàng hậu ngủ mê trẫm lén mở sợi dây ấy ra thì hoàng hậu nói rằng đau lưng rồi lấy dây ấy buộc lại vào tức thì không đau nữa. Này hòa thượng bày tỏ sự túc trái như vậy, thì biết Phật nói nhân quả thiệt là không sai. Từ ấy, vua võ đế lại càng tin tưởng Phật Pháp, trọng đại chúng tăng, và nguyện một lòng phụng sự tam bảo. Trích gương nhân quả Chúng sanh khi xả báo thân này thì thọ báo thân khác. Nếu trong khi tìm thọ thân khác mà chưa đủ nhân duyên thì thân này chưa xả. Ví như con sâu đo, trong khi đàn đuôi bám chặt một nơi thì đàn đầu ngóc lên tìm kiếm. Hãy đàn đầu tìm được chỗ mà bám xuống thì đàn đuôi mới nhả ra. Còn người trong lúc nằm thiêm thiếp chờ chết chính là lúc nghiệp thức tìm kiếm nơi thác xanh. Nếu được nơi rồi thì liền chết bỏ xác thân này mà thọ thân khác. Những người mù rờ voi Thổ xưa có một vị quốc dương tên là Cảnh Diện Tánh tình thuần hậu, nhân đức ít ai bằng Về phương diện chánh trị Thì Ngài thi hành những điều lợi ích cho dân chúng Và Ngài thường đem Phật Pháp để giáo hóa nhân dân Nên trong thời kỳ ấy Trình độ đạo đức của mọi người lên mức khá cao Vì thế từ trong triều cho đến ngoài dân sự Đều đặng thái bình an lạc Nhưng trong thời kỳ ấy trong triều còn một vài vị đại thần tôn thờ ngoại đạo tin tưởng theo bọn tà sư do đó thường tranh luận với nhau rốt cuộc ai cũng chấp thủ cho sự kiến giải của tôn giáo mình thờ lý thuyết chủ nghĩa mình theo là đúng cả muốn chấm dứt tình trạng đó nên vô thường suy tính và tìm tòi một mưu trước gì để cảm hóa những vị đại thần kia trở về đạo giác ngộ cứu cánh của chư Phật và nhận thấy những sự kiến giải của mình lâu nay là sai lầm thì một hôm các vị cận thần được lệnh phải đi tìm những kẻ mù từ thỏa lọt lòng đem về cho vua được tin ấy các quan trong triều cũng như dân chúng ai nấy đều sanh nghi vua sẽ thi hành những điều gì mới lạ chăng sau hai ba ngày tìm kiếm các vị đại thần dẫn về một tớp người mù người này phịnh người kia người kia nắm kẻ nọ đi vào sân rồng trong lòng anh nào cũng hồi hộp không biết việc sắp xảy đến phước hay quả. Sau khi nhìn qua tớp người mù, vô liền lớn tiếng truyền cho quần thần hay rằng Bổn ý của trẫm là muốn thử xe mấy người mù này có biết mình dán con voi ra sao không? Vậy các người sai thị vệ dẫn họ đến chuồng voi ra lên quảng tượng kèm voi cho chắc chắn đặng mỗi người lại gần rờ xem cho kỹ lưỡng rồi dắt tất cả về đây để phúc tấu nếu kẻ nào tả đúng hình dáng con voi thì trẫm sẽ trọng thưởng tốt người mù nghe thế đều lộ vẻ vui mừng lòng tự hẹn với lòng sẽ rờ xem thật kỹ càng và hy vọng ven này chắc chắn sẽ được nhiều tiền bạc anh nào cũng tự hào xúc giác của mình rất tinh tế ý phân biệt của mình rất tinh vi xưa này có hề sai khi nào đâu vì thế khi dắt đến chuồng voi anh nào cũng dành rờ trước anh thì rờ đụng cái vòi, anh thì rờ nhầm cặp ngà, anh thì rờ đụng cái tay, anh thì rờ nhầm hông, anh thì trúng chân, anh thì rờ đụng đuôi. anh nào cũng rờ đi rờ lại thật kỹ lưỡng và trong lòng đinh ninh rằng mình đã biết đúng hình dáng con voi. xem xong các vị cận thần dẫn tốt người mù trở lại trước vua để ngài thẩm xét vua thấy vẻ mặt anh nào cũng lộ vẻ hân hoan liền phán rằng trẫm thấy các ngươi còn mắt bóng quán vì mù từ thỏa lọt lòng mẹ chỉ nghe người ta nói đi nói lại chớ chẳng biết hình dáng con voi ra thế nào này tất cả tuy là không thấy nhưng đã đến tận nơi mà rờ rẫm con voi rồi vậy bây giờ mỗi người phải tả hình dáng con thú ấy ra sao nếu đúng trẫm sẽ ban cho nhiều tiền bạc để hộ thân không đợi hỏi lần thứ hai, anh rờ đụng cái dòi mau mắn trả lời. Thưa bệ hạ, con dòi hình như chiếc chiếu cuốn tròn. Anh rờ cặp ngà dội cãi. Thế nào, con dòi giống chiếc chiếu cuốn tròn à? Thôi sai rồi, chính tôi đã rờ xem kỹ lưỡng. Con dòi như cặp sừng trâu. Anh rờ đụng lỗ tai dòi phát cáu. Sao? con voi lại giống cặp sừng trâu cũng sai bé con voi giống cái quạt chính lúc tôi xem nó quạt cho mang phát rưỡi mà anh trời nhầm hông voi không thể nhịn được nữa các anh mù thật con voi mà bé nhỏ giống chiếc chiếu cuốn tròn giống sừng trâu giống cái quạt ư ừ. chính tôi đã ôm sát lấy nó con voi như một bức tường băng phẳng dài đến hai ba thước tay anh trúng chân voi quơ tay lia lịa phân bua trật hết trật hết thôi nín đi để tụi nói cho mà nghe còn voi như cái cột nhà mới đúng chính tôi ôm thử dở lên không nổi đây nè còn do như cái cột nhà mới đúng thôi đừng cãi nhau nữa anh rơi nhầm đuôi voi nãy giờ lặng thinh nhưng bây giờ anh thấy đã đến giờ phút mình cần phải cải chính thôi các anh ơi nín đi để tôi nói cho mà nghe. Nãy giờ các anh nói sai hết. Con voi hình như cây chổi. Chính tôi đã mân mê vuốt ve nó một hồi lâu. Đám người mù ấy, ai cũng cho sự hiểu biết của mình về hình dáng con voi là đúng. Nên cứ nhau nhau cãi vã nhau mãi. Có anh tức giận quá, muốn trở gậy phang nhau. Thấy cảnh đó, từ vua cho chí quần thần, không ai có thể nhịn cười được. Có người cười đến tức bụng có người cười đến chảy nước mắt. Vua cười ngất, bảo các quần thần. Các khanh có thấy không? Trong bọn người này, kẻ nào cũng cho sự hiểu biết của mình về hình dáng con voi là đúng. Nhưng thật ra, không kẻ nào nói đúng đặng sự thật của toàn thể con voi. Các người đây cũng vậy. Người nào cũng cho tôn giáo, học thuyết, chủ nghĩa mình đã đúng với chân lý nhưng sự thật chưa có người nào hiểu đặng toàn diện chân lý mà chỉ có đức phật mới là người sáng suốt giác ngộ được hoàn toàn sự thật vậy các vị quần thần đều tỏ vẻ hổ thẹn cúi đầu nhà vua cảnh diệp lập trước mà phá được sự kiến chấp sai lầm của các vị đại thần và từ đó họ đều một lòng chánh tính tam bảo bỏ hẳn các thứ kinh sách của ngoại đạo tà sư chỉ lo nghiên cứu nội điển của Phật để tu hành, mong thoát kiếp trầm luân sanh tử. Thuật giả Hoàng Minh Các lối tuyên truyền xảo trá làm sao lung lạc được kiến thức loài người một khi mọi người đã biết đem chánh pháp giác ngộ nhau. Hoàng hậu vi đề với pháp môn tịnh độ trong lúc Đức Thích Tôn còn tại thế, ở Ấn Độ có vua Tần Bà Ta La, nước giàu dân mạnh, tiếng oai hùng khắp cả bốn phương, chư hầu thấy đều quy phục. Xong không bao lâu, ông bị nghịch tử là A Xà -sa Thế, sanh lòng ác muốn hại để đoạt ngôi. A Xà Thế bắt phụ quan giam vào ngục tối và cấm không cho ai được vãng lai. Hoàng hậu Vi Đề mật lo với ngục tốt lén đến thăm. Khi vào, bà thấy vua ngồi trong ngục tối nhan sắc tiều tụy, tinh thần bạc nhược sắp chết vì đói. Hoàng hậu giật mình chết ngất. Sau khi tỉnh dậy về cung, bà tìm phương cứu chồng. Hoàng hậu mới hòa bột cùng mật, làm chuỗi anh lạc. Mỗi khi vào thăm, bà đổ ra cho vua dùng. Nhờ vậy mà vua tần bà Sa La sống cầm chừng khỏi chết. Nhưng chuỗi thay, cờ mưu bại lộ, A Sa Thế biết được, ông giận quá sách gươm tìm mẹ để giết. Mày có vị đại thần can Bà mới thoát khỏi Xong bị giam vào lãnh cung Từ đó hoàng hậu không thể đem thức ăn cho vua được nữa Ôi Còn chi đau đớn bằng Mình bị tù ngục Và cảnh tượng chồng đói sắp chết Hiện ra trước mắt Bà kêu gào than khóc Đến nỗi hai mắt gần mờ Nhân đó bà nhận thấy cuộc đời giả dối Ngài vàng là lao ngục Danh lợi là gông cùm Ân ái là hổ lan địa dị như rắn độc. Khi ấy, bà liền nhớ đến Phật. Nhờ sự cảm thông, Đức Thế Tôn ở trong kỳ hoàng tịnh xá, vẫn thần thông trên hư không cùng các đệ tử hiện vào trong lãnh cung. Trong khi bà đang quỳ gối chắp tay hướng về đấng đại giác, bỗng thấy hào quang chói khắp, bốn bức tường lạnh lẽo trở nên ấm áp. ngẩng đầu lên bà thấy Phật, bà tuổi mình khóc lóc đảnh lễ Đức Phật và các vị thánh chúng mà bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, không biết con đã gây nên tội gì mà nay sanh đứa con đại ngỗ nghịch đến nỗi toan giết cha gia mẹ để đoạt ngôi. Nay con được may mắn gặp Phật, nguyện Đức Như Lai cứu độ cho con xả báo thân này để được sanh vào thế giới nào đừng gặp nghịch tử và chịu những điều oan khổ như ngày nay. Đức Thế Tôn dịu lời an ủi. Hoàng hậu hãy bình tĩnh để nhớ lại chuyện xưa. Khi hoàng hậu chưa sanh thái tử, thì đại dương và hoàng hậu đêm ngày lo buồn, cầu các vị thần linh để mong sanh con quý. Vì lòng quá tin tưởng, nên một đêm kia, đại dương chim bao thấy thần mách bảo. Trên núi cao cách thành mấy dặm, có vị tiên nhân đương tu trên ấy khi xã báo thân sẽ đầu thai vào làm con bệ hạ. Lúc tỉnh lại, vua thuật lại cho hoàng hậu nghe và truyền xa giá đưa đi. Đến nơi, quả nhiên thấy vị tiên nhân đang tỉnh tọa dưới gốc cây. Vua quỳ làm lễ và đem việc mình cầu tự cùng điềm chim bao mà thưa với đạo sĩ. Vì đạo sĩ nghe xong, nhập định một lúc lâu, rồi bảo quả có như vậy. Xong, tôi còn ba năm nữa mới ly khai được xác thân này. Vậy bệ hạ hãy chờ. Vua nghe xong, buồn rầu thưa lại. Mạng người vô thường đâu có hẹn được. Xin ngài từ bi cho tôi mau mau được như nguyện. Nếu chờ ba năm lâu quá, biết tôi còn sống mà đợi được chăng? Vua nặng nì rất lâu mà không được. Phần quỳ đã mỏi gối ông liền nổi sùng bảo sẵn. Trẫm làm vua trong một nước, chủ trị cả Giang Sơn. Ngài tuy tu hành, song cũng ở trong đất nước của trẫm. Này trẫm đã hết lời yêu cầu, nếu ngài không nghe chắc không được. Đạo sĩ ngậm ngùi sẽ bảo, Mạng tôi chưa chết, bệ hạ lấy thế lực áp bức tôi. Nếu tôi không nghe, chắc sẽ nguy hại. Xong Tôi nghe thì khi vào làm con bệ hạ, tôi sẽ hại bệ hạ mà đoạt ngôi. Thật là đáng tiếc. Đạo sĩ nói xong, tự giận mà chết và bắt đầu hoàng hậu có thai. Nhưng vua rất buồn vì câu nói và cái chết của đạo sĩ vẫn ám ảnh trong lòng. Chẳng bao lâu, hoàng hậu sanh thái tử, vua đem việc ấy bàn với hoàng hậu. Cả hai đồng tình quắn con từ lầu cao rơi xuống, cố cho thái tử chết. Nhưng thái tử chỉ gãy một ngón tay mà lại lớn rất mau, diện mạo càng lớn càng đẹp đẽ oai nghiêm, từ chất lại thông minh khác thường, làm cho vua và hoàng hậu yêu quý như Ngọc Minh Châu mà quên lần câu chuyện cũ. Tiếng Phật êm dịu như tơ đàn la miên, vì đề hoàng hậu vừa nghe vừa nhớ lại việc ác của mình, nên dịu lòng đau khổ và ăn năn tội lỗi. Bà liền đánh lễ Phật, cầu Phật dạy cho phương pháp tu hành để diệt tội và khi xả thân được sanh về thế giới thanh tịnh, bất sanh, bất diệt. Đức Thế Tôn phóng hào quang sáng chói, hiện ra tất cả thế giới trong mười phương. Trong đó có một thế giới hoàng hậu nguyện sanh, tức là thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Cõi ấy an vui, không thấy khổ. Nhân đó Đức Phật dạy cho bà Pháp Môn tịnh độ là chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà để cầu giảng sanh theo chí nguyện. Bà chí tâm chuyên niệm đêm ngày không hở, nhờ vậy mà bà hết sự buồn khổ và chuyển được lòng ngỗ nghịch của Thái tử. Nên từ khi dăm mẹ vào lãnh cung một thời gian ngắn, một hôm A-sa-thế thấy lòng bâng khuân và nhớ lại mẹ, nhớ tội ác của mình, ông bèn từ thân vào lãnh cung thăm mẹ. khi ngục tốt tận lực đẩy cánh cửa sắt nặng nề, a sa thế bước vào, bỗng ông dừng lại. ông đã thấy gì? ông thấy mẫu hoàng tĩnh tọa trên tấm đá lớn, hai tay chắp trước ngực, mắt hơi nhắm, nét mặt điềm đạm hiền từ. mặc dù trời lạnh, ở trong cung lạnh, mà bà vẫn thản nhiên dừng vài phút ông rón rén đến bên và như một cái máy ông quỳ sụp xuống chân mẹ hoàng hậu giật mình mở mắt thấy a xà thế bà nhẹ nhàng để hai bàn tay lạnh trên đầu con chúng ta ngày nay biết pháp môn niệm phật là khởi nguyên từ đó thuật giả thể quán dương gian là cảnh tịnh độ là quê sống thì ta ở chết ta trở về nhân nào quả nấy thuở nước vua lưu ly vì thù hiềm dòng họ thích ca mới cử binh mà sang đánh nước katila vệ bắt được một nhóm thiếu nữ quyến thuộc của phật quân lính vua lưu ly toàn hãm hiếp các người này cương quyết thà chịu chết chứ không để mất trinh tiết. Không được thỏa mãn thú tánh của mình, quân giặc liền đuổi xua tất cả thiếu nữ ra đồng đánh đập một cách tàn ác. Đến khi các người ấy ngã gục mới chịu bỏ đi. Sau khi tỉnh hồn lại, các cô thiếu nữ đồng nhau một chí hướng tìm chỗ ẩn tu. Trong lúc đi lang thang giữa đồng quang, bỗng đầu các cô gặp bà hoa sắc tỳ kheo ni đi khất thực về. Các cô mừng rõ đón chào bà và kể hết nỗi khổ đau để cầu xin theo bà xuất gia học đạo. đồng lòng từ bi, bà Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni thâu nhận các cô làm đệ tử. Từ ấy các cô tuy được nơi tu tập mà người nào cũng thường than thân tuổi phận. Sư bà thương tình khuyên dỗ. Các con mới gặp bao nhiêu tai nạn vừa qua đã cho là khổ. Nếu các con biết rõ đời ta thì các con phiền não đến bậc nào. Các con ơi, khi ta còn ngoài đời thì ta cũng có đôi bạn như ai. Theo phong tục nước ta, hễ mỗi khi gần sanh thì các cô gái có chồng được đưa về nhà cha mẹ ruột. Cũng như hai lần trước, lần thứ ba, lúc cận ngày khai qua nở nhụy, cả gia đình ta, chồng vợ con cái cùng kẻ ăn người ở trong nhà đều kéo nhau về mái hiên cha mẹ ta cả. Trong khi đi đường xa vất vả, bữa nọ vừa băng ngang cánh đồng vắng cách xa làng mạc, đến con sông thì trời sắp tối. Rủi gặp con nước rồng lại không thuyền, chẳng biết làm sao qua sông. Và quyến ta phải tìm gò nóng tạm nghỉ một đêm đợi sáng ngày nước cạn sẽ đi qua. Mới gặp chỗ cao ráo sạch sẽ, thì bụng ta quặn đau. Một chập sau, ta sanh một đứa con trai thứ ba, giống hệt hai anh nó. Chồng ta và kẻ tùy tùng lập tức kiếm cây lá, làm tạm cái sàn gác cho mẹ con ta nằm đó. Khi lò xong cho bốn mẹ con ta có chỗ nằm kín đáo, ấm áp chồng ta với bạn bè mới lên một cái nòng gần bên nghỉ ngơi một sự bất ngờ rùng rợn đã xảy ra trong giữa đêm trường canh vắng là nhiều con rắn độc to tướng đánh hơi người bèn bò đến nuốt cả chồng ta và các tôi tớ mẹ con ta nhờ nằm trên sàn cao dưới có bếp lửa đỏ loài mãng xà không dám lại gần sáng ngày thừa dịp nước rồng sát ta định lội qua sông về quê quán, chứ không còn phương nào hay hơn nữa. Ta bèn cổng con đầu lòng, đưa sang qua bờ sông bên kia trước. Ta lội trở lại bên này. Đại đứa còn thứ hai trên lưng, còn đứa mới xanh thì để vào cái đáy giải ngậm ở miệng và đi từng bước dưới dòng nước. Đến giữa sông, ta nghe bên kia bờ tiếng con ta rú lên bài hải thì khốn thay một con hổ dồ lấy nó rồi tha tuốt vào rừng trước cảnh đau thương bất ngờ ta không còn tỉnh trí há miệng kêu to đứa bé trong đẩy rơi ngay xuống nước bấn loạn tâm thần tay chân run rẩy ta cứ lặn hụp dưới đáy xong mò đứa bé mới nở quên lửng đứa con thứ hai đai trên lưng mà ta đã vô tình giết nó chết ngọt thảm thiết thay chỉ trong một ngày đêm tới sáng mặc cả gia quyến ta chồng con tôi bạn đều chết không kịp trối ta đành rơi lệ nuốt sầu gắn gượng lội tới mé lên bờ kiệt sức quá ta ngã xỉu ngất đi không còn biết sự gì nữa trong lúc đó có một lũ ăn cướp đi qua gặp ta bắt đem về nhà nuôi rồi ép ta làm vợ chẳng bao lâu tên cướp làm chồng sao của ta bị bắt và lãnh án tử hình ta cũng bị chôn sống theo chồng do phong tục sau mấy tiếng đồng hồ bị lấp đất có bọn cướp khác đến đào mã định lấy của quý thấy ta còn thoi thóp chúng bèn cứ ta đem về săn sóc lành mạnh, rồi cũng bắt buộc ta lấy tên chánh đảng làm chồng. Ăn ở với nhau được ít lâu, ta có thai. Tôi nào, trước khi đi làm việc bất lương, chồng ta cũng dặn phải trực chờ mở cửa cho nó vào mau mau khi có tai nạn xảy đến. Một hôm, nó vừa ra khỏi nhà thì ta đau bụng cách một chập sau, ta sanh một đứa con gái. Đồng thời chồng ta bị người đánh đuổi chạy về rất gấp. Ta mắc bận biệu vì đứa con nên không kịp mở cửa. Nó giận dữ tung cửa và định giết ta. Ta chỉ đứa con mới nở, hy vọng nó nghĩ tình máu thịt mà bớt cơn thịnh nộ đi chăng. Sao ta thất vọng? Nó gắt gỏng chỉ mặt đứa nhỏ bảo rằng nó là nghịch tử báo đời rồi nó liền giết ngay. Nó kề gươm dọc cổ ta, bắt buộc ta phải ăn thịt đứa nhỏ ấy, thì nó mới tha. Cách ít hôm sau, tướng cướp này bị xa vào lưới pháp luật, chịu an tử hình. Ta cũng bị chôn sống một phen nữa gần bên mé rừng. Ít phút sau, có một con cọp đến môi mã tha xác người chết ăn thịt. Thần ta chôn ở dưới thay chồng, ta khỏi bị cọp ăn được thoát nạn này. Ta ngẫm nghĩ, cuộc đời của ta giàu sanh ra tử, khốn khổ vô cùng. Nên ta không còn tiếc những ngày sống thừa nữa. Ta mới quyết chí xuất gia đầu Phật. Các cô thiếu nữ nghe nói hết sức kinh nghi, mới bạch rằng Này sư bà đã tu hành đắc đạo, sư bà có thể cho chúng con rõ nguyên nhân nào sư bà gặp lắm nỗi gian nan rùng rợn như thế không? Bà Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni thông thả đáp. Các con ơi, có gì lạ đâu. Đó là quả báo như muôn ngàn quả báo khác của tiền nhân kiếp trước mà thôi. Đây, các con hãy nghe. Nguyện kiếp trước của ta, một thở nọ, ta có chồng có con. Chồng ta có vợ lẽ, cũng có con như ta. Vì ghen tương mà nhất là tham của ta sợ gia tài của chồng ta phải chia cho con vợ bé thì mẹ con ta chẳng được phần nhiều nên thừa dịp chồng ta với người thiếp đi vắng ở nhà ta giết con chúng nó hết chuyện xác nhân đem đến cửa quan tra khảo cách nào ta cũng chối mãi và ta lại thề dối rằng nếu tôi có giết con chồng tôi thì tôi sẽ bị khổ sở vô cùng cả nhà tôi tan nát. Các con tôi sẽ bị cọp tha, chết chìm. Tôi sẽ bị chôn sống, chết ngộp, vân dân. Nếu tôi có ác tâm giết con vợ lẽ chồng tôi, thì ngay kia tôi sẽ bị người ta bắt buộc tôi phải ăn thịt người con tôi. Đó, các con có thấy không? Một lời nói ra thì va lấy. Một tiếng thề dối mà mắc ngay. Một hành động ác thì bị quả báo giữ không sai biết được lý nhân quả như bóng theo hình tợ vang theo tiếng thì các con không còn thắc mắc gì với những tai nạn của các con ngày nay cũng như của bà ngày xưa cho hay nhân nào quả nấy chớ khá than vang vì không bao giờ một việc xảy ra mà không có duyên cớ vậy khuyên các con phải tin nhân quả mà lo tu hành thuật giả Trường Lạc Trước khi là một việc gì, phải nghĩ đến kết quả của nó. Đâu là sự thật? Sáng nay, trời mùa xuân quan đẳng quá. Những mầm non đầy nhựa đang e ấp dưới những nách thân yêu của các kẻ lá cành cây muôn chim đang hòa vui reo hót những bản nhạc mừng xuân liễu lo lạnh lót gió xuân lùa nhẹ những làn hương trong sạch của muôn qua làm giảm bớt một ít u buồn của những khách trần gian tục lụy đồng thời gạt dở những giọt sương còn bám chặt đè nặng trên mình qua lá dần thái dương đã bắt đầu lên nhá những tia nắng vàng chiếu tỏa khắp không gian đem lại loài người nguồn sinh lực vô biên đánh tan sự đen tối của đêm dài đầy sợ hãi thành xá vệ đã trở về với những sự náo nhiệt của một đô thị lớn khắp các nẻo đường người đi kẻ lại lăng xăng nhất là con đường lớn vô ra cửa thành kia Sao những người đi đường họ đứng dừng lại và nép qua một bên đường hết thế kia họ còn đứng im ra dáng cung kính nữa À, thì ra có Đức Phật từ giường cấp cô độc vào thành quá trai, đi gần đến họ. Phải, ai thấy Phật mà không cung kính cúi đầu cho được. Bước đi khoan thai, tướng người oai nghiêm hùng dũng, sức sáng của trí huệ cao siêu, dường như không thể tìm tàn hết trong người phải tung phát ra ngoài, thành muôn ngàn tia hào quang rực rỡ. Đứng xa trông cũng đủ khiếp, lựa là phải đứng gần càng ngắm lâu, càng nép phục. Đức Phật giàu thành, theo đường phố, tuần tự hết nhà này sang nhà khác để quá trai. Đi như thế, ngót một tiếng đồng hồ, rồi bỗng nhiên Ngài đứng lại trước cổng một ngôi nhà khá sang trọng. Chẳng nói chẳng rằng, Ngài đứng im đấy thật lâu. Cửa cổng vẫn đóng kín và bên trong lặng lẽ tiếng người. Nếu nôm kỹ ta có thể thấy được bên trong vợ chồng chủ nhà và đứa con đang xúm quanh mâm ăn thì phải. Đức Phật bèn thâu hào quang và dùng thần lực bay vào. Tại thành xá dệ này có một ông trưởng giả giàu có vô số. Thế mà thảm, ông lại là người keo kiết nhất đời, không ưa làm việc bố thí, cũng không giúp đỡ ai bao giờ. Mỗi khi ăn, ông sai vợ đóng chặt cửa cổng không tiếp bất cứ một ai. Hơn nữa, cửa cổng nhà ông ít khi mở. Ông rất sợ những gì sa môn đến quá trai, và nhất là những người ăn mày. Ông kêu kiết đến có tiếng khắp đô thành thì phải biết. Ngày hôm nay, ông nghe sao thèm thịt gà lạ thường, lại thêm thằng con cũng đồng một ao ước như ông. Sau một hồi tranh chấp trong cõi lòng, ông bèn quyết định bạo dạng bảo vợ làm thịt con gà trống tơ khi món ăn làm xong dọn lên mâm lên bát vợ chồng và con đồng nhau hỉ hả đàn thích thú khen miếng ngon miếng béo ép con mời vợ ông trưởng giả bỗng giật nảy mình tiếng động chân của đức phật đã đến tận thềm đàn việt ông bà nên cúng dường cho các thầy sa môn được phước báo vô lượng đức phật lên tiếng bị quấy rầy lại thêm keo kiết trưởng giả nhà ta đổ cáo Quái! Trong lúc vợ chồng người ta đang ăn uống Ông lại đến kỳ kèo xin xỏ Nếu biết sự xấu hổ Xin mời ông ra ngay cho Trưởng giả là kẻ còn mê muội Tự mình không biết xấu hổ Chớ ta là nhà tu quá trai Có gì mà phải hổ thẹn Tôi và vợ tôi Con tôi đang ăn uống ngon lành như thế này Vui sướng như thế này Mà ông bảo là xấu hổ à trưởng giả giết cha để ăn lấy mẹ làm vợ nuôi nấng cung cấp cho kẻ oán thù đã không tự xấu hổ còn lên mặt trở lại chê ta là nhà tu hành không biết thẹn à đạo sĩ nói thế nào nhà tu hành sao ăn nói kỳ cào thế tôi giết cha lấy mẹ hồi nào à thì ra trưởng giả chưa hiểu gì cả con gà trống tơ đang dọn ăn trên mâm kia là cha của ông Hồi trước vì bán tánh tham lam kèo kiết Nên nhiều đời phải sanh làm loài gà Để ăn bẩn côi say để trả nghiệp Vì nghiệp quá của ông Ngày nay chấm dứt Nên khiến ông thèm Còn ông lại đốc thúc Vợ ông tuy phải buộc lòng bắt gà làm thịt Chờ khi giết Bà ta vẫn đau khổ hùng lắm bởi dây oan nghiệp nhiều đời còn dương dấn. Đứa con của ông hiện đây, đời trước nó là quý là sát. Còn vợ ông bây giờ là mẹ ông hồi nhiều đời trước. Vì ái ân sâu nặng chưa dứt nên ngày nay phải làm vợ ông để trả cho hết tình yêu thương tiền kiếp. Ông vì si mê, không thấu biết căn nguyên nên đành giết cha nuôi kẻ oán cừu, lấy mẹ làm vợ. Thật là điên đáo luân thường. Chúng sinh vì nghiệp chướng che ngăn, tạo nghiệp, thọ quá, quay cuồng mãi mãi, sanh tử trôi lăn trong ba nẻo sáu đường, không ngày nào cùng tận. Thật đang hổ thẹn, đáng thương tiếc biết bao. Bạch Ngài, phải làm thế nào để có thể hiểu rõ được và bậc người nào mới có thể thoát khỏi dòng khổ lụy của sanh tử luân hồi. Xin Ngài từ bi bảo cho, chúng tôi thật muôn phần cảm tạ. Này thiện nam tử, những sự oan oan tường báo tử khư sanh lai lặng hợp nối chìm như thế. Chỉ những bậc tu hành đã dứt trừ tất cả phiền não mê lầm, chứng đặng ngũ nhãn lục thông mới mong thoát khỏi. Còn ngoài ra, đều khó tránh được sự trả dây của nhiều đời nhân quá. Tà này đã quan sát kỹ, thay trưởng giả, nhân tiền căn có gieo hộp giống Phật vào thức điền. Dù trái bao nhiêu kiếp luân hồi, đền trả oan khiên, nhưng phước báo vẫn không mất. Ngày nay nghiệp quả trả xong, căn lành thuần thục, nên ta khuyên trưởng giả hãy phát tâm cho mạnh mẽ tinh tấn tu hành kéo ngày sau khó thoát kỳ diệu thay lời của đức phật vừa thốt xong như liều thuốc trị bệnh ông trưởng giả sợ tháo mồ hôi tóc lông đều dẫn đứng phật liền hiện oai thần cho ông nhớ lại những tội khiên tiền kiếp bấy giờ ông trưởng giả hết sức ăn năn lại phật để sám hối những tội khiên ông đã tạo và phát nguyện tu hành mong thoát khỏi những tội nghiệp do ngu muội tạo ra. Tánh bổn sẻn bỗng nhiên tiêu tan mất. Lại Ngài, nhờ thần lực của Ngài phá tan những lớp mây mờ trong đầu óc của con, ngày nay con mới thấy rõ đâu là sự thật. Bấy lâu này, còn tưởng những cái gì xung quanh con, nào vợ, nào con, nào của cái, đều là chân thật của con, nên con mới lẫn tiếc từng đồng, Xét ra con vì nghiệp chướng ngăn che Càng nhận Thấy càng chìm Nên càng mê mũi Lấy giả làm chơn Cho hư là thật Ngày nay con đã rõ ra thì sự đã rồi Mong nhờ ơn ngài gái thoát dùng con Con thật muôn phần cảm tạ Đức Phật nhận lời Thâu ông vào hàng đệ tử Ông xin thọ năm giới của Phật Tu hành chứng đặng quả Tu đà hoàng tình thương Hoàng hôn về đem theo một ít u buồn vơ vẩn Theo gió nam chim nhạn bay từng đàn lẻ tẻ Đàn chim nhạn bay về trong khói sương chiều ảm đạm Cánh mỏi chưa tìm được chỗ trú chân Trong một ngày gió bạc mưa ngàn Mưa đã tạnh, gió đã yên Những lá trụng đầy đường đang than thở với ánh dương tà còn sót lại cảnh tượng đượm màu quan tàn và thê thảm ngồi bên sông cửa nàng liên qua bần khuân nhìn trời với một mối u buồn khôn xiết đôi mắt nàng chạm phải cảnh tượng thê lương của buổi chiều vàng cũng như lòng nàng chạm phải một cảnh đời oan trái dần cảnh đời oan trái quá bao nhiêu là phỉnh phờ và bao nhiêu là dối gạt lòng nàng còn tươi thắm được không khi đã bị gió mây u sầu bao phủ, lòng người sâu độc và phủ vàng. Sắc nước hương trời mà làm chi, lâu đài vàng bạc có giá trị gì khi lòng người phụ bạc. Ngón đàn tuyệt diệu của nàng không còn khiêu gợi được những mảnh tình tan dở. Người mà nàng chắc chắn sẽ ngàn năm sum hợp thì nay đã ghét bỏ nàng. Đã bao nhiêu lần như thế và cũng đã bao nhiêu lần những buổi chiều vàng tan tác về trên cảnh vật. Tình thương, trời ơi, tình thương chỉ là mang trá nhất thời. Tình thương là gì nếu không phải là những cánh nhạn bay qua chỉ để lại trên mặt hồ, trên trái tim nàng, những u buồn, thất vọng. Tình thương mong manh quá, trái tim nàng hình như thắt lại. Đời còn có nghĩa gì với một kiếp hồng nhan bạc phận như nàng? cảnh vật đã nhuộm màu đen tối. Đêm xuống giữa cảnh vật và xuống giữa tâm hồn nàng. Nàng cảm thấy bơ dơ trống trải. Nàng mến tiếc thời xưa, thời mà nàng còn bé bỏng, sống trong tình thương không giới hạn của mẹ nàng. Tình mẹ thương con, nàng thấy rõ là một tình yêu chân thật vững bền. Ôi, mẹ nàng còn đâu nữa để an ủi nàng vào trong phút đau đớn này tìm đâu ra tình thương cao cả và đầm thắm như tình mẹ yêu con. Nhưng mắt nàng vừa chạm phải một ánh sáng xa xăm. Ừ, trăng đã lên ánh sáng dịu hiền, đã lan tràn trên cảnh vật. Nàng cố tìm trong trí nhớ và chắc rằng một tình thương bao la như ánh trăng hiền hậu vẫn còn có ở đời này. Đầu đó người ta ca ngợi tình thương. Phải rồi, Tình thương của bậc giác ngộ ra đời Thấm nhuần muôn vật Mắt nàng sáng lên Như nhìn thấy ngôi sao cứu tinh hiện lên Ở chân trời rực rỡ Người đang gieo rắc tình thương cao trọng bao la Chính là bậc giác ngộ Là Phật Đà Tình thương nhân thế mong manh Nhân tình bác ái của đạo vàng Vẫn trường cửu Và bao la cao rộng Nụ cười thế nhân mong manh quá Nhưng nụ cười Đức Phật còn mãi hiền hậu với tất cả mọi loài nụ cười ấy có một cái gì giống với nụ cười mẹ yêu con tha thiết nàng thấy rõ trú địa an tịnh là dưới ánh đạo vàng mà đức phật còn đang gieo rắc quanh ngài nàng sẽ đến dưới tình thương đức phật tìm được nơi nương dựa cho tâm hồn nàng thấy lòng nàng êm tịnh ngày mai nàng sẽ đến với tình thương cao cả của ngài và như đứa con thơ, nàng sẽ được an lành dưới nụ cười êm dịu của người mẹ hiền. Sáng hôm sau, trời mới tinh sương, Liên Hoa đã dội dàng lên đường. Đường về cấp cô độc không xa, nhưng nàng muốn đến nơi trước giờ ngọ nắng nung người. Nàng đi với một lòng tin tưởng ở Đức Phật từ bi không bến hạn của Đức Thế Tôn. Mặt trời lên cao, trời đã bắt đầu nóng nực nàng liên qua đi nhanh hơn để mau tới đích được hơn một nửa đường thì mồ hôi đã thấm ướt áo nàng ghé vào một bóng cây to che rợp một hồ sen nước trong như gương nàng ngồi nghỉ nước hồ trong quá nàng đứng lên lại gần vuốt mớ tóc lại để rửa mặt nước hồ mát rượi nàng thấy khỏe khoắn và an lành vén tà áo sang bên nàng bỗng thấy trong gương nước hồ trong mặt nàng duyên dáng tươi lành in trên nền trời xanh biếc nàng còn trẻ tóc nàng còn xanh lắm và môi nàng còn thắm như son nàng còn xuân quá rồi đây xuất gia đầu phật nàng đứng yên suy nghĩ rồi mớ tóc sẽ còn đâu sống trong cảnh thanh đạm của người tu hành nàng thấy còn sớm quá để năm năm sau cũng còn chưa muộn nàng còn trẻ và đẹp biết chừng nào. Gương mặt nàng biết đâu sẽ đem lại cho nàng một người yêu trong mộng tưởng. Nghĩ thế và ý muốn quay về ám ảnh đầu óc nàng. Nhưng từ xa một bóng người đi lại. Bóng một thiếu nữ tha thứ trong dáng đi đẹp của hàng quý phái. Liên qua giật mình, nàng chưa bao giờ trông thấy một người đẹp như thế. Mắt thiếu nữ trông như gương nước hồ sen tóc nàng buông xuôi, đẹp như một làn mây mờ và mỏng. Nàng nhẹ tiếng về phía nàng liên qua, trên môi đã nở một nụ cười tươi như qua phù dung buổi sáng. Liên qua yên lặng cúi đầu, nhưng thiếu nữ đã đến bên. Thiếu nữ cười, tiếng nàng trông như tiếng đàn huyền diệu. Sao chị buồn thế? Chị đi đâu? Hẳn chị về -tì La. Liên qua chật tỉnh, nàng đáp lời thiếu nữ, không, tôi về dân kỳ thọ. Thế là hai người quen nhau. Liên qua bắt đầu thấy mến thiếu nữ. đã lâu hai người nói chuyện tâm tình. thiếu nữ nhìn liên qua cười và tiếp, không, sắc đẹp chóng tàn lắm chị ạ. À. chị có tình thương rộng rãi mới là trường cửu. tình thương thế nhân em thấy quá mong manh. thiếu nữ tỏ vẻ nhọc mệt gối đầu lên vai liên qua nàng lặng yên nghe tiếng sáo diều đâu đây đồng giọng lát lâu không thấy thiếu nữ nói gì liên qua tưởng nàng thiếp ngủ nhưng liên qua kêu lên một tiếng khi nàng chạm phải cánh tay lạnh như đồng của thiếu nữ nàng đặt đầu thiếu nữ dậy thì than ôi người đẹp đã chết rồi thân xác nàng đã lạnh ngắt và cứng đờ như gỗ quảng kinh liên qua dùng dậy mắt nàng trông rõ khuôn mặt thiếu nữ còn đâu bao nhiêu vẻ đẹp não nùng mặt thiếu nữ xám lại mắt trắng giả toàn thân tím lại như xác người để đã bốn năm hôm liên qua thở dài nàng thoáng thấy lẽ vô thường của kiếp sống đời người nở rồi tàn sắc đẹp trôi theo thời gian tàn tạ bao nhiêu ham muốn trở về tiêu tan mất cả ý chí xuất gia mạnh mẽ trở lại với nàng liên qua đặt người bạn xấu số bên bóng cây già rồi dồ dã ra đi về giường kỳ thọ Mãi bước hướng về nơi chủ đích liên Hoa không còn nhìn lui lại phía sau nàng có ngờ đâu thiếu nữ đã đứng dậy hồi nào thiếu nữ đứng lên nhìn theo liên qua khuất dạng trong bóng cây rậm rạp hình như đã hiểu sự thay đổi trong tâm hồn liên qua nàng mỉm cười đắc chí nàng chép miệng bao nhiêu thế nhân khi chạm phải luật vô thường vẫn còn ham muốn không thôi. than ôi, tình thương thế gian là một trò hề điên đảo. Liên hòa sẽ được an lành dưới bóng đức từ phụ. Nàng sẽ chứng được đảo màu. Trong khi ấy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Tiếng hồng chung giờ ngọ đã từ kỳ viên bay lại, ngân nga trong gió. Thuật giả thích minh lý chớ hẹn 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 chớ hẹn